Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 15. Mẹ vợ diễn kịch. Châu Ngọc Thúy nghe Trịnh Mỹ Linh nói thì run bắn người. Tần Đại Dũng thành ra thế này là do bà ta thuê người làm. Theo kế hoạch của bà ta, Tần Đại Dũng vốn dĩ đã bị xe đụng chết rồi, nhưng ai ngờ ông ta lớn mạng nên mới trở thành người thực vật. Chỉ có điều thuê người khác giết người và tự tay giết người lại là hai chuyện khác nhau. Trịnh Mỹ Linh lại bảo bà ta ra tay giết Tần Đại Dũng. Mỹ Linh, bác không dám đâu. Châu Ngọc Thúy liếc mắt nhìn Tần Đại Dũng nằm bất động trên giường bệnh, cả người run lên. Bác tưởng bây giờ bác còn lựa chọn khác sao? Trịnh Mỹ Linh nói, một khi bác Dũng tỉnh lại, việc bác thuê người giết người sẽ bị bại lộ, đến lúc đó bác chỉ còn con đường chết. Thế nên muốn làm hay không bác tự quyết định đi, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến cháu. Trịnh Mỹ Linh, cháu nói cho rõ ràng, tại sao chuyện này lại không liên quan đến cháu chứ? Châu Ngọc Thúy hiểu được ý của Trịnh Mỹ Linh, nếu cô ta đã muốn rũ sạch quan hệ thì làm sao bà ta có thể bỏ qua? Là bác chủ động gọi cháu tới đòi tiền, muốn giết chết Tần Đại Dũng mà. Cho dù chuyện này có liên quan đến cháu thật, cháu hoàn toàn có thể nói là bác tìm cháu mượn tiền, còn những chuyện khác cháu không biết gì hết. Trịnh Mỹ Linh lạnh lùng nói, hơn nữa, bác Dũng bị xe đụng trở thành người thực vật cũng là do bác tìm người làm, chuyện này có liên quan gì đến cháu chứ? Cháu nể bác là bác của cháu nên có lòng tốt nhắc nhở bác, thuê người khác giết người là tội nặng, cho dù không bị phán tội tử hình thì ít nhất cũng sẽ ở tù chung thân. Nếu bây giờ bác quyết tâm giết chết bác Dũng, việc này có thể lấp liếm qua được. Nhưng một khi ông ta tỉnh lại, bác sẽ phải đối mặt với tội nặng. Tử hình. Ở tù chung thân. Trong đầu Châu Ngọc Thúy ong ong, lúc này bà ta chỉ nghe được hai chữ tội nặng. Trước đó, sở dĩ bà ta muốn giết chết Tần Đại Dũng cũng chỉ vì muốn trở lại dinh thự Vân Phong. Lúc đó bà ta nhất thời hồ đồ nên mới có suy nghĩ điên rồ như vậy. Bây giờ nghe được tội nặng mà Trịnh Mỹ Linh nói, bà ta mới nhận ra bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Mỹ Linh, cháu đừng dọa bác, coi như bác cầu xin cháu hãy giúp bác được không? Bác không dám ra tay, không dám ra tay thật mà, Châu Ngọc Thúy khóc lóc nói. Bác à, cháu cũng hết cách rồi, nếu thật sự có thể tìm được người giết chết Dương Thanh thì cháu cần gì phải đi đường vòng để bác giúp cháu như vậy chứ? Trịnh Mỹ Linh giả vờ bình tĩnh nói, được rồi, những gì cần nói cháu đã nói hết rồi, bác muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không liên quan gì đến cháu. Mỹ Linh, Mỹ Linh! Châu Ngọc Thúy vội kêu to lên nhưng Trịnh Mỹ Linh đã cúp điện thoại. Bà ta ngây ra, cả người sụi lơ, ngồi phịch xuống ghế sofa. Ánh mắt đờ đẫn nhìn Trần Đại Dũng đang nằm trên giường bệnh. Những câu nói của Trịnh Mỹ Linh cứ tua đi tua lại trong đầu bà ta. Rốt cuộc mình phải làm sao đây? Châu Ngọc Thúy vò đầu bứt tóc, ánh mắt ngập tràn hoảng sợ. Chẳng mấy chốc, bà ta lại nhớ tới những lời nói của Dương Thanh với Tần Đại Dũng lúc nãy. Cậu ta nói đã tìm được chuyên gia giỏi nhất, bọn họ sẽ đến chữa trị cho Tần Đại Dũng trong vài ngày tới, hơn nữa hy vọng chữa khỏi là rất lớn. Nghĩ đến đây, cuối cùng Châu Ngọc Thúy cũng hạ quyết tâm, bất kể thế nào bà ta cũng không thể để cho Tần Đại Dũng tỉnh lại. Khi một người nổi lòng xấu xa, họ sẽ trở nên rất điên rồ. Châu Ngọc Thúy vừa rồi còn sợ hãi, lúc này hai mắt bà ta đỏ ngầu, trong mắt ngập tràn ý muốn giết người đáng sợ. Bà ta đi từng bước về phía Tần Đại Dũng. Tần Đại Dũng, đừng trách tôi. Nếu ông không chết thì ngày ông tỉnh lại cũng là ngày tàn của tôi. Nếu đã vậy người chết chỉ có thể là ông. Sau khi ông chết tôi sẽ không cần lo lắng bí mật giữa chúng ta sẽ bị bại lộ nữa. Đến lúc đó tôi sẽ trở lại dinh thự Vân Phong, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Khuôn mặt Châu Ngọc Thúy trở nên điên cuồng, dữ tợn. Bà ta bỗng lấy cái chăn trùm lên đầu của Tần Đại Dũng, đồng thời giơ hai tay lên bịt chặt miệng và mũi của ông ấy. Xoạch! Hai tay của bà ta vừa bịt miệng và mũi của Tần Đại Dũng lại thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Châu Ngọc Thúy sợ hãi vội rút tay về, nhào thẳng lên người Tần Đại Dũng khóc lóc nói, Đại Dũng à, lúc nào ông mới tỉnh lại đây? Ông đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại nhìn tôi một chút được không? Nếu ông cứ ngủ mãi như vậy, tôi phải làm sao đây? Phản ứng của Châu Ngọc Thúy cực kỳ nhanh. Bà ta cũng không nhìn xem người tới là ai mà chỉ lo nhào lên người Tần Đại Dũng khóc giống lên. Người không biết còn tưởng rằng bà ta yêu Tần Đại Dũng tha thiết. Mẹ đừng khóc nữa. Giọng nói nghẹn ngào của Tần Thanh Tâm chợt vang lên,
Cô bước đến bên cạnh giường bệnh của Tần Đại Dũng, giơ tay ôm lấy Châu Ngọc Thúy nói, mẹ đừng lo lắng, bố sẽ không sao đâu. Châu Ngọc Thúy nhìn thấy Tần Thanh Tâm thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, bà ta đã sợ chết khiếp, nhưng điều khiến bà ta băn khoăn là lúc này đang giờ làm việc, tại sao Tần Thanh Tâm lại chạy tới đây? Châu Ngọc Thúy vẫn giả vờ khóc lóc một hồi mới bình tĩnh lại. Thanh Tâm, chúng ta đã bàn với nhau là mẹ sẽ ở đây lo cho bố, các con cứ yên tâm đi làm, tan ca hãy đến thăm bố là được rồi mà, Châu Ngọc Thúy nói. Hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe nhìn Châu Ngọc Thúy nói, mẹ, một mình mẹ ở bệnh viện lo cho bố rất vất vả, gần đây con và Y Y cũng không bận rộn gì nhiều cho nên chúng con đã bàn bạc xong rồi, sau này mỗi ngày chúng con sẽ tranh thủ tới thay ca cho mẹ. Hả, các con làm vậy sao được, công việc rất quan trọng, bố con ở đây đã có mẹ lo rồi. Cho dù các con có ở đây cũng không giúp được gì đâu. Bây giờ các con đều là những người có chức có quyền, có rất nhiều người đang lăm le vị trí của các con. Lỡ như bị người ta giành mất ghế thì rất đáng tiếc. Con nghe lời mẹ, sau này một mình mẹ ở đây với bố là được rồi, con với Y Y cứ yên tâm đi làm, bên này đã có mẹ rồi. Châu Ngọc Thúy vừa nghe Tần Thanh Tâm và Tần Y muốn thay nhau đến bệnh viện, bà ta nhất thời cuống lên. Bây giờ bà ta đang nóng lòng muốn giết Tần Đại Dũng, nếu Tần Thanh Tâm và Tần Y đến đây, bà ta lại càng có ít cơ hội ra tay hơn. Tần Thanh Tâm lắc đầu, kiên quyết nói, mẹ, mẹ đừng khuyên con nữa, con và Y Y đã quyết định rồi. Hơn nữa, công việc đâu có quan trọng bằng bố. Bác sĩ cũng đã nói người nhà phải thường xuyên ở cạnh nói chuyện với bố. Biết đâu chừng bố sẽ tỉnh lại. Không được. Châu Ngọc Thúy nghiêm nghị, cứng rắn nói, chuyện này nhất định phải nghe theo mẹ, các con yên tâm đi làm, mẹ sẽ ở đây chăm sóc cho bố các con. Phản ứng của Châu Ngọc Thúy hơi thái quá khiến Tần Thanh Tâm cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, mẹ, bây giờ bố bị như thế này, cho dù chúng con có đến công ty cũng không yên tâm làm việc được. Mẹ yên tâm đi, công ty không có chuyện gì đâu. Châu Ngọc Thúy biết nhưng Tần Thanh Tâm thì biết rất rõ, người nắm thực quyền ở cả tập đoàn Tam Hòa và tập đoàn Nhạn Thanh là Dương Thanh. Công ty là của nhà cô, ai có thể cướp được vị trí của cô và Tần Y chứ? Thanh Tâm, có phải con không yên tâm để mẹ ở đây chăm sóc bố con không? Châu Ngọc Thúy bỗng nhiên dưng dưng muốn khóc, nghẹn ngào hỏi. Mẹ, sao con có thể không yên tâm chứ? Tần Thanh Tâm vội nói. Con chính là không yên tâm mẹ. Nước mắt của Châu Ngọc Thúy rơi lộp độp xuống đất, bà ta khóc lóc, con giống hệt thằng chồng vô dụng của con, các con đều cảm thấy mẹ ở đây hoàn toàn vô dụng đúng không? Mẹ, Dương Thanh đã nói gì à? Tần Thanh Tâm hỏi. Mấy ngày nay mẹ chăm bố con thâu đêm suốt sáng, lúc thì lau rửa, lúc thì thay tã, lúc thì nhìn xem ông ấy còn thở không. Nhưng kết quả thì sao? Các con ai cũng không tin tưởng mẹ. Mẹ quá mệt nên mới ngủ quên, kết quả bị Dương Thanh nhìn thấy. Cậu ta hỏi mẹ có phải mẹ rất muốn bố con chết không? Bây giờ ngay cả con cũng nghi ngờ mẹ không chăm sóc tốt cho bố con. Mẹ cực khổ bao ngày qua là vì ai chứ? Bây giờ các con ai cũng ghét bỏ mẹ. Châu Ngọc Thúy khóc như mưa, như thể bà phải chịu oan ức lớn bằng trời vậy. Sắc mặt Tần Thanh Tâm lập tức cực kỳ khó coi, hai mắt đỏ hoe, mẹ, Dương Thanh đã nói như vậy thật sao? Trước đây đúng là mẹ từng gạt con nhưng sao mẹ có thể gạt con chuyện này được chứ? Châu Ngọc Thúy khóc lóc phân trần. Tần Y khóc. Châu Ngọc Thúy khóc sướt mướt, như thể Dương Thanh đã sỉ nhục bà ta thật vậy. Theo những gì mà Tần Thanh Tâm hiểu về Dương Thanh, chắc chắn anh sẽ không nói những lời đó. Nhưng nghĩ đến những ngày qua, Châu Ngọc Thúy một tay chăm sóc Tần Đại Dũng, Tần Thanh Tâm lại không đành lòng vạch trần chuyện này. Mẹ, giờ con sẽ gọi cho Dương Thanh mắng cho anh ấy một trận. Tần Thanh Tâm giả vờ tức giận nói. Chửi cậu ta thôi vẫn chưa đủ. Mẹ không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, tránh mỗi lần cậu ta đến là lại sỉ nhục công sức của mẹ dành cho bố con. Trong thời gian này, đừng để cậu ta đến bệnh viện nữa. Cậu ta không đủ tư cách. Châu Ngọc Thúy vừa khóc vừa nói, nhưng trong lòng lại rất thích thú. Sở dĩ bà ta làm ầm ĩ lên như vậy là để Dương Thanh không xuất hiện trong bệnh viện thêm lần nào nữa. Vừa rồi Dương Thanh đến, tuy không nói thẳng mặt nhưng qua những lời vòng vo đó có thể biết anh đang nghi ngờ chuyện của Tần Đại Dũng có liên quan đến bà ta. Điều quan trọng nhất là Tần Thanh Tâm và Tần Y phải đi làm, bà ta biết rõ khi nào bọn họ đến bệnh viện. Nhưng Dương Thanh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào,
chỉ khi Dương Thanh hoàn toàn bị đuổi khỏi bệnh viện thì cơ hội để bà ta ra tay với Tần Đại Dũng mới lớn hơn. Từ khi Dương Thanh trở về, Tần Thanh Tâm cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, hiển nhiên sẽ không chỉ tin vào lời nói của Châu Ngọc Thúy. Trước mặt Châu Ngọc Thúy, cô bấm số gọi cho Dương Thanh. Dương Thanh, sao anh tệ thế, ngày nào mẹ cũng túc trực bên bố, cực khổ không quản ngày đêm, thế mà anh lại buông lời bóng gió với mẹ là sao? Sao anh có thể như vậy chứ? Em không muốn nghe anh ngụy biện, anh nghe đây, bắt đầu từ hôm nay anh đừng đến bệnh viện nữa. Tần Thanh Tâm tức giận mắng vào điện thoại một trận, rồi cúp máy. Tại tập đoàn Nhạn Thanh, chi nhánh Giang Hải. Dương Thanh nhìn chiếc điện thoại ngơ ngác, Tần Thanh Tâm đã cúp máy. Anh cười đau khổ, lắc đầu, chắc là Châu Ngọc Thúy lại bịa đặt nói xấu gì mình trước mặt Tâm rồi. Đồng thời, anh cũng cảm thấy hơi buồn. Đúng lúc này, điện thoại của anh bỗng có tin nhắn đến, là tin nhắn của Tần Thanh Tâm, nội dung rất ngắn, chỉ có vỏn vẹn ba từ, xin lỗi anh. Dương Thanh vẫn còn chút chua xót trong lòng, nhưng khi nhìn thấy ba từ này mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến ngay. Đương nhiên anh hiểu tại sao Tần Thanh Tâm lại phải xin lỗi, rõ ràng cô đã biết Châu Ngọc Thúy đã bịa chuyện nói xấu anh. Một tia tàn nhẫn thoáng qua trong mắt Dương Thanh, Châu Ngọc Thúy, bà thật là ngu xuẩn, bà tưởng rằng nếu không cho tôi đến bệnh viện thì bà sẽ có cơ hội ra tay với bố sao. Anh đã cho người canh chừng ở bệnh viện, chỉ cần Châu Ngọc Thúy dám ra tay với Tần Đại Dũng, lúc đó bà ta sẽ bị bại lộ. Làm như vậy, có thể Tần Thanh Tâm sẽ rất sốc. Nhưng thà đau một lần rồi thôi còn hơn cứ dằn vặt mãi, nếu thực sự để Châu Ngọc Thúy giết chết Tần Đại Dũng, thì đó mới là lúc đau buồn nhất. Lúc này, cửa phòng làm việc bỗng có tiếng gõ cửa. Vào đi. Dương Thanh trầm giọng nói, một dáng người quen thuộc chậm rãi bước tới, chính là Tần Y. Lúc này, trông vẻ mặt Tần Y khá là tức giận. Y Y, có chuyện gì vậy? Dương Thanh hỏi. Tần Y nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi có vài đối tác đột nhiên đề nghị chấm dứt hợp đồng đã ký với chúng ta. Dương Thanh nhíu mày, anh lập tức cảm thấy có chút khác thường. Tập đoàn Nhạn Thanh đang trên đà phát triển rất tốt, bây giờ đến cả bốn gia tộc đứng trên đỉnh cao của Giang Hải cũng không dám thách thức tập đoàn Nhạn Thanh. Vậy mà bây giờ lại có chuyện một số đối tác đột nhiên đề nghị hủy hợp đồng. Những dự án này đều đã bắt đầu rồi, chúng ta đã đổ rất nhiều vốn vào. Nếu ngừng hợp tác vào lúc này, chúng ta sẽ chịu thiệt hại rất lớn, Tần Y nói tiếp. Nếu đúng như vậy thì hãy dựa theo các thủ tục pháp lý bình thường, đòi bồi thường theo đúng điều khoản trong hợp đồng, Dương Thanh nói. Tiền bồi thường đã nhận được rồi, sắc mặt Tần Y hậm hực. Cô ta tức giận thế này là do bên đối tác đã bồi thường theo đúng hợp đồng ngay sau khi đòi chấm dứt hợp tác. Mặc dù khoản đền bù thấp hơn so với những thiệt hại của chúng ta, nhưng mấu chốt là những đối tác này đều đến từ tỉnh lỵ. Một khi hủy bỏ hợp tác sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sắp xếp của chúng ta ở tỉnh lỵ, Tần Y nói thêm. Tất cả những bên hủy bỏ hợp tác đều là đối tác ở tỉnh lỵ sao, Dương Thanh cau mày. Tần Y gật đầu, những đối tác ở tỉnh lỵ đều là những doanh nghiệp rất mạnh, bọn họ thà bồi thường chứ không chịu hợp tác tiếp với chúng ta, chắc chắn là bị ép. Chuyện phát triển thị trường ở tỉnh lỵ thì cứ tạm gác lại, khi nào bố ổn thì anh sẽ tự lo liệu, Dương Thanh nói. Công việc kinh doanh của công ty rất quan trọng, nhưng chuyện của Tần Đại Dũng vẫn quan trọng hơn. Nhưng chúng ta đã đầu tư rất nhiều vào thị trường ở tỉnh lỵ, nếu đột ngột hoãn vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Tần Y chợt thấy lo lắng, người khác không biết nhưng cô ta biết rất rõ công ty đã đổ bao nhiêu công sức và tài sản để phát thị trường ở tỉnh lỵ. Ảnh hưởng có lớn hơn nữa thì đã sao? Chỉ là kiếm tiền ít hơn một chút mà thôi, so với bố thì những thứ này đều không đáng nói. Dương Thanh bình tĩnh nói. Đối với anh, tiền chỉ là một dãy số mà thôi. Tập đoàn Nhạn Thanh là món quà duy nhất mà mẹ anh để lại cho anh. Nếu không anh sẽ không cống hiến hết mình để sự phát triển tập đoàn Nhạn Thanh như vậy. Nhưng bây giờ, Tần Đại Dũng mới là quan trọng nhất, nếu lơ đễnh một chút, có thể ông ta sẽ mất mạng. Anh rể, cảm ơn anh. Tần Y xúc động đỏ cả mắt. Đừng nghĩ nhiều, có anh đây. Tập đoàn Nhạn Thanh sẽ không sụp đổ được đâu, Dương Thanh cười an ủi. Y Y, nếu một ngày em chợt phát hiện, bố bị như bây giờ là do mẹ gây ra, thì em sẽ thế nào? Dương Thanh do dự một hồi, đột nhiên hỏi. Sao cơ? Bố đang nằm trong bệnh viện là do mẹ làm sao? Sao có thể như thế được? Tần Y hốt hoảng.
Dương Thanh vội nói, đừng lo, anh chỉ ví dụ thôi, không phải thật đâu. Tần Y thở phào nhẹ nhõm, nhìn Dương Thanh có chút sợ hãi nói, anh rể, sao anh có thể ví dụ như thế? Dọa suýt chút nữa em bị bệnh tim luôn đấy. Trên đời này có rất nhiều chuyện, trước khi nó xảy ra thì không có ai tin, nhưng nó thật sự đã xảy ra rồi. Dương Thanh nói với vẻ mặt không chút cảm xúc, thái độ vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh, Tần Y bỗng có chút hỗn loạn, anh rể, anh biết chuyện gì sao? Dương Thanh cười nhẹ lắc đầu, không có chuyện gì cả, em cũng đừng nghĩ nhiều, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, em đi làm việc đi. Nhìn phản ứng vừa rồi của Tần Y, Dương Thanh đã biết đáp án. Tần Y có định kiến rất lớn đối với Châu Ngọc Thúy, nhưng dù lớn thế nào, họ cũng là mẹ con. Nếu một ngày nào đó đột nhiên phát hiện ra đúng là Châu Ngọc Thúy đã giật dây trong vụ tai nạn của Tần Đại Dũng, chắc có lẽ Tần Thanh Tâm và Tần Y sẽ không thể chấp nhận được. Khi Tần Y bước đến ngang cửa phòng làm việc, cô ta dừng lại, nếu thật sự là do mẹ làm, em sẽ rất buồn. Tuy nhiên, em vẫn sẽ chọn để pháp luật trừng trị bà ấy. Em nghĩ nếu là chị Tâm, chị ấy cũng sẽ làm như vậy. Dù không ngoảnh đầu lại, nhưng cô ta đã nói cho Dương Thanh biết sự lựa chọn của mình. Chỉ có điều Dương Thanh không thể nhìn thấy được gương mặt giàn giụa nước mắt của Tần Y. Cô ta là một cô gái rất thông minh, cô ta biết rất rõ hàm ý trong câu hỏi của Dương Thanh. Cơ hội đến. Sau khi Tần Y rời đi, Dương Thanh đứng bên cửa sổ, bình tĩnh nhìn ra bên ngoài. Nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng anh lại dậy sóng. Mặc dù Tần Y đã nói về sự lựa chọn của cô ta, nhưng Dương Thanh vẫn có thể cảm nhận được sự buồn bã và tuyệt vọng trong lòng cô ta. Chỉ là ví dụ thôi mà cô ta đã như thế này rồi, vậy nếu một ngày mọi chuyện được đưa ra ánh sáng thì sao? Cô ta sẽ đau khổ đến mức nào? Tần Thanh Tâm sẽ sốc biết bao nhiêu? Mà thôi. Một lúc lâu sau, Dương Thanh bỗng thở dài, lẩm bẩm, tôi sẽ cho bà một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần bà từ bỏ ý định giết bố, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng anh có thể chắc chắn, Tần Đại Dũng xảy ra chuyện là do Châu Ngọc Thúy gây ra. Chỉ cần anh muốn dùng biện pháp cứng rắn, thì chắc chắn có thể ép bà ta nói ra sự thật. Nhưng một khi sự thật được phơi bày, Tần Thanh Tâm và Tần Y sẽ phải đối mặt với nỗi đau vô cùng lớn. Tôi thề, đây là cơ hội cuối cùng. Dương Thanh lại đột nhiên lên tiếng, ánh mắt đầy lạnh lùng. Chỉ có Dương Thanh mới biết, quyết định này khó khăn như thế nào đối với anh. Sau đó, anh gọi một cuộc điện thoại, ra lệnh, điều tra cho tôi một chuyện. Tại sao các doanh nghiệp ở tỉnh Lỵ đang hợp tác với tập đoàn Nhãn Thanh lại đột ngột hủy hợp đồng? Thực ra anh đã có sẵn đáp án rồi, chỉ là cần xác minh lại mà thôi. Trong một căn biệt thự sang trọng độc lập của nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ, một thanh niên khoảng 30 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sofa bằng gỗ cẩm lai cao cấp, hai chân bắt chéo nhau. Thưa cậu, đã giải quyết xong rồi ạ. Tất cả các đối tác của tập đoàn Nhãn Thanh ở tỉnh Lỵ đều đã hủy hợp đồng. Cho dù đã được bồi thường theo thỏa thuận, thiệt hại của tập đoàn Nhãn Thanh cũng vô cùng lớn. Một người trung niên đang đứng cung kính báo cáo với người thanh niên trước mặt. Người thanh niên này chính là Mạnh Huy, người xuất sắc nhất trong thế hệ thứ ba của nhà họ Mạnh, một gia tộc quyền quý ở tỉnh Lỵ. Khóe miệng Mạnh Huy khẽ nhếch lên, làm rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi cho ông nhiều nhất một tuần. Nhất định phải hoàn toàn đánh sập chi nhánh ở Giang Hải của tập đoàn Nhãn Thanh. Cậu Huy, e rằng việc này hơi khó, người đàn ông trung niên vẻ mặt khó xử nói. Tôi chỉ cho ông 7 ngày, nếu không làm được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Mạnh Huy uy hiếp. Người đàn ông trung niên lau mồ hôi trên trán, vội nói, vâng, thưa cậu Huy. Đi đi. Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, ánh mắt Mạnh Huy trở nên hơi nghiêm trọng. Tự nhủ, Vũ Văn Bân chỉ cho mình một tháng để lật đổ chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhãn Thanh. Bây giờ đã nửa tháng trôi qua rồi, mình phải đẩy nhanh tiến độ. Hắn cho người trung niên đó 7 ngày, nếu như không làm được thì tuần cuối cùng hắn vẫn còn cơ hội để đích thân hắn ra tay. Hắn tiện tay lấy tập tài liệu trên bàn gỗ cẩm lai lên, mở ra xem. Tài liệu này là tất cả thông tin cá nhân của Dương Thanh. Thật không ngờ. Đường đường là cậu chủ gia tộc Vũ Văn mà không những tới ở rể nhà người ta, lại còn bị mẹ chồng khinh thường tới mức này. Bà Châu Ngọc Thúy này còn chút giá trị lợi dụng. Mạnh Huy cười híp mắt nói. Tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Hải, trong phòng bệnh của Tần Đại Dũng.
Bố, bố còn nhớ không? Hôm thi vào cấp 3, con bị kẹt xe, kẹt cứng ở nơi cách điểm thi 7-8 cây số, con lo lắng đến phát khóc. Đúng lúc này, bố đạp xe đạp và tìm thấy con, dùng hết sức mình đạp xe lên con đường dốc, cũng may là bố đưa con đến điểm thi kịp. Kết quả là ngày hôm sau, bố không đi nổi nữa. Kể từ lúc Tần Thanh Tâm đến bệnh viện, cô cứ ngồi bên giường của Tần Đại Dũng, không ngừng kể lại chuyện lúc bé và những chuyện đã xảy ra ở công ty trong những ngày qua. Châu Ngọc Thúy rất sốt ruột. Lúc chỉ có một mình bà ta với Tần Đại Dũng, bà ta còn có thể xem TV, nghịch điện thoại hoặc ngủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Thanh Tâm vừa đến, bà ta không dám làm gì, chỉ có thể ngồi sang một bên. Điều quan trọng nhất là bà ta không thể tìm thấy cơ hội để ra tay với Tần Đại Dũng. Thanh Tâm, nếu con cứ tiếp tục như vậy, mẹ sợ bố con chưa kịp tỉnh lại thì con đã kiệt sức mất rồi. Châu Ngọc Thúy không nhịn được nữa, đành nói, nghe lời mẹ, về nhà nghỉ ngơi đi, có mẹ ở đây là đủ rồi. Tần Thanh Tâm khẽ lắc đầu, mẹ, con không sao. Nhưng con thấy mấy ngày nay mẹ mệt rồi, đêm nay con sẽ ở lại bệnh viện trông bố. Mẹ về nhà ngủ một giấc thật ngon nhé. Không được, không được. Châu Ngọc Thúy vội vàng lắc đầu, nói với thái độ rất kiên quyết, bây giờ nhà này, các con đều bận rộn, chỉ có mẹ là người rảnh rỗi, các con đều ở đây trông bố thì làm sao mẹ có thể về được. Lời nói của bà ta khiến Tần Thanh Tâm vô cùng cảm động. Mẹ, vất vả cho mẹ rồi. Tần Thanh Tâm đỏ mắt nói, đợi bố khỏe lại, con sẽ từ từ khuyên bố, đến lúc đó sẽ đưa bố mẹ về dinh thự Vân Phong sống cùng với bọn con. Thanh Tâm, con nói thật sao? Châu Ngọc Thúy vui mừng khôn xiết. Tất nhiên là thật ạ. Tần Thanh Tâm gật đầu, rồi nói tiếp mẹ, thật ra Dương Thanh rất tốt. Sau này mẹ có thể đừng chỉ trích anh ấy nữa không? Suy cho cùng, dinh thự Vân Phong cũng là của anh ấy. Con yên tâm, mấy ngày nay mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù có rất nhiều thứ mẹ không hài lòng về cậu ta, nhưng vì con, mẹ sẽ nhịn. Sau này mẹ sẽ không hơn thua với cậu ta nữa, Châu Ngọc Thúy vội nói. Sở dĩ bà ta muốn giết chết Tần Đại Dũng là để bà ta có thể quay về dinh thự Vân Phong. Bây giờ Tần Thanh Tâm chủ động đề nghị, vậy thì chỉ cần Tần Đại Dũng chết, bà ta đã có thể trở về đó rồi. Mẹ, cảm ơn mẹ, Tần Thanh Tâm cảm kích nói. Những lúc này, cô chỉ muốn cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau. Châu Ngọc Thúy biết khi Tần Thanh Tâm ở đó bà ta sẽ không có cơ hội ra tay với Tần Đại Dũng. Giờ chỉ có thể đợi đến tối rồi tìm cách thuyết phục Tần Thanh Tâm rời đi, bà ta mới có cơ hội ra tay. Nhưng điều khiến bà ta không ngờ tới là trời vừa chập choạng tối, bà ta còn chưa kịp nói gì, Tần Thanh Tâm đã nói, mẹ, tối nay con sẽ ở đây trông chừng, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Sao như thế được? Châu Ngọc Thúy vội vàng từ chối, giả bộ buồn bã, bố con đang nằm viện, mẹ ngủ một mình ở nhà cũng không ngủ được. Hay là... đêm nay mẹ về dinh thự Vân Phong đi, sau một hồi do dự, Tần Thanh Tâm nói. Nếu là trước kia, Châu Ngọc Thúy chỉ mong sao Tần Thanh Tâm mời bà ta về biệt thự, nhưng bây giờ sao có thể đi được. Thanh Tâm, con nghe mẹ nói, con về nhà ngủ đi, mẹ ở đây trông bố con được rồi. Châu Ngọc Thúy tận tình khuyên bảo, đây là phòng VIP cao cấp, cũng giống như ở nhà vậy, mẹ đã quen ở đây rồi. Sáng mai con còn phải đi làm. Lại còn phải chăm sóc Tiêu Tiêu nữa. Cho dù Châu Ngọc Thúy có khuyên bảo thế nào, Tần Thanh Tâm vẫn nhất quyết ở lại bệnh viện. Không có cách nào, Châu Ngọc Thúy chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng bà ta cũng nhất quyết ở lại. Cứ như thế, cả hai người họ đều ở lại bệnh viện. Tần Thanh Tâm tiếp tục nói chuyện với Tần Đại Dũng thâu đêm, Châu Ngọc Thúy không nhịn được mới khuyên, Thanh Tâm, đã một giờ sáng rồi, con đi ngủ đi. Con không buồn ngủ thì bố con cũng cần phải nghỉ ngơi mà. Nghe Châu Ngọc Thúy nói, Tần Thanh Tâm mới biết đã quá khuya rồi. Ngoài một chiếc giường dành cho người chăm bệnh, trong phòng bệnh còn có một chiếc ghế sofa. Theo đề nghị của Châu Ngọc Thúy, Tần Thanh Tâm ngủ trên giường chăm bệnh, còn bà ta thì ngủ trên ghế sofa. Tần Thanh Tâm cũng mệt rồi, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng thở đều trên giường chăm bệnh, rõ ràng cô đã ngủ say rồi. Châu Ngọc Thúy đang ngủ trên ghế sofa, đột nhiên mở mắt, cẩn thận đứng dậy. Bà ta đã đợi cả một ngày, cuối cùng cơ hội cũng đến. Bị phát hiện rồi. Châu Ngọc Thúy rón rén đi tới cạnh giường bệnh của Tần Đại Dũng, ánh mắt chứa đựng ý muốn giết người mãnh liệt. Đối với bà ta,
mấy ngày hôm nay dài như mấy năm. Không chỉ nơm nớp lo sợ mình bị bại lộ mà cuộc sống trong bệnh viện cũng rất tẻ nhạt. Hơn 50 năm sống trên đời, bà ta chưa từng chăm sóc ai như vậy. Vừa phải lau người cho Tần Đại Dũng, vừa phải dọn phân và nước tiểu cho ông ta. Quả thật như sống trong địa ngục, nhưng khi thực sự phải ra tay, bà ta lại do dự. Trong đầu như có hai giọng nói vang lên cùng lúc, một cái nói, đừng làm vậy, ra tay là phải mang tội giết người đấy. Rất có thể cả đời này Tần Đại Dũng sẽ phải nằm im trên giường, vì ông ta mà đánh đổi, không đáng chút nào. Ngay sau đó, giọng nói còn lại vang lên, mau ra tay đi, đây là cơ hội tốt nhất. Tần Đại Dũng vốn là người thực vật, dù có chết cũng sẽ không bị nghi ngờ. Bà ta đứng đó rất lâu, không thể xuống tay nổi. Khoảng 5, 6 phút sau, bà ta mới hạ quyết tâm, ánh mắt nhìn Tần Đại Dũng dần trở nên dữ tợn. Chết đi! Nội tâm bà ta đang điên cuồng gào thét, cầm chăn chùm lên đầu Tần Đại Dũng. Bà đang làm gì vậy? Giọng nói giận dữ của Tần Thanh Tâm chợt vang lên. Vừa nãy Châu Ngọc Thúy chỉ chú ý vào Tần Đại Dũng, Tần Thanh Tâm đột nhiên xuất hiện khiến bà ta suýt tè ra quần. Hả, mẹ đang đắp chăn cho bố con. Bà ta hoảng sợ lắp bắp nói, hai tay run lẩy bẩy. Lúc bà ta đi tới bên giường Tần Đại Dũng, Tần Thanh Tâm đã tỉnh lại rồi. Cô tưởng bà ta định thay bỉm cho Tần Đại Dũng, nào ngờ bà ta lại chùm chăn lên đầu ông ta. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô nhất định không tin mẹ mình sẽ làm ra chuyện này. Bà cút đi. Tần Thanh Tâm đi tới đẩy Châu Ngọc Thúy ra, bật khóc nói, sao bà lại ác độc như thế? Tại sao phải làm vậy? Bà nói đi, tại sao hả? Cô gào khóc nức nở, lửa giận sôi trào. Cô đã thấy rất rõ ràng, Châu Ngọc Thúy muốn giết Tần Đại Dũng. Cô không thể ngờ được người mẹ cô vẫn tưởng là tận tâm chăm sóc cho bố lại muốn lấy mạng chính chồng mình. Thanh Tâm, con đang nói bậy gì đó. Mẹ chỉ muốn đắp chăn cho bố con thôi mà. Châu Ngọc Thúy hoảng sợ giải thích, nếu mẹ muốn bố con chết sao không ra tay lúc các con không có ở đây. Từ lúc bà đứng cạnh giường bố, tôi đã tỉnh rồi. Bà còn định chống chế gì nữa? Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Tần Thanh Tâm lấy điện thoại định báo cảnh sát. Bịch. Châu Ngọc Thúy quỳ rạp xuống dưới chân cô, khóc lóc cầu xin, Thanh Tâm, con đừng báo cảnh sát. Mẹ biết sai rồi, mẹ không dám nữa. Nếu con báo cảnh sát, mẹ sẽ phải vào tù mất. Con nhẫn tâm đẩy mẹ vào cảnh tù tội sao? Con nghĩ mẹ muốn làm vậy sao? Nếu không phải vì con và Y, sao mẹ có thể nhẫn tâm làm như thế này chứ? Mẹ đã hỏi thăm bác sĩ, nghe nói tỷ lệ bố con tỉnh lại rất thấp. Để ông ấy sống chính là đang tra tấn ông ấy. Không những giày vò ông ấy mà còn giày vò cả con và Y. Mẹ thấy các con ngày ngày đi làm vất vả rồi phải chăm sóc Tiêu Tiêu, lại còn đến bệnh viện chăm bố. Mẹ thấy thương các con lắm. Châu Ngọc Thúy vừa khóc vừa nói. Tần Thanh Tâm cũng khóc đỏ cả hai mắt, chỉ cần bố còn một hơi thở thì vẫn còn hy vọng. Sao bà lại muốn cướp đi hy vọng sống của bố? Tại sao cơ chứ? Châu Ngọc Thúy hiểu rất rõ tính cách của Tần Thanh Tâm. Bà ta vừa khóc vừa nói những lời này, quả nhiên làm cho cô mềm lòng, tuy miệng vẫn đang trách móc bà ta nhưng cô đã bỏ điện thoại xuống. Thanh Tâm, mẹ biết sai rồi. Con biết đến cả con cá mẹ cũng không dám giết, sao có thể giết bố con? Mẹ thực sự không muốn thấy con và Y khổ cực nên mới làm vậy. Xin con hãy tha thứ cho mẹ lần này. Mẹ hứa sẽ không làm vậy nữa, được không? Châu Ngọc Thúy tranh thủ cơ hội liên tục xin xỏ. Dù là vì lý do gì, bà muốn giết bố là không đúng. Cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Thái độ của Tần Thanh Tâm cực kỳ kiên định, bà đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy bà nữa. Con à, mẹ sai rồi, cả đời này mẹ chỉ làm sai mỗi lần này, lẽ nào con không tha thứ cho mẹ được sao? Châu Ngọc Thúy vô cùng lo sợ. Tất cả những việc bà ta đã làm chỉ vì muốn trở lại dinh thự Vân Phong, thế nhưng bây giờ Tần Thanh Tâm lại đuổi bà ta đi. Vậy thì toàn bộ cố gắng của bà ta đều sẽ uổng phí. Bà đi đi, tôi sẽ không nói ra chuyện bà muốn giết bố, lần đầu tiên Tần Thanh Tâm cứng rắn như vậy. Buổi tối khi trò chuyện với Tần Y qua Zalo, cô ta còn dặn dò cô phải cẩn thận để ý Châu Ngọc Thúy. Cô hỏi lý do nhưng cô ta không chịu nói. Chỉ nghiêm giọng nhắc nhở cô đề cao cảnh giác với Châu Ngọc Thúy. Tần Thanh Tâm vốn chẳng nghĩ nhiều, nhưng việc làm vừa rồi của Châu Ngọc Thúy đã giúp cô hiểu được ý của Tần Y.
Có lẽ Tần Y đã biết bà ta muốn giết Tần Đại Dũng từ trước nhưng sợ cô đau lòng nên mới không nói cho cô biết. Con ơi mẹ xin lỗi, mẹ biết sai rồi. Xin con đừng đuổi mẹ đi, được không con? Mẹ biết sai thật rồi mà, Châu Ngọc Thúy quỳ trên đất gào khóc ầm ĩ. Nếu bà không chịu đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Tần Thanh Tâm lau nước mắt, vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Dù cô rất không đành lòng nhưng không thể chấp nhận được hành động của Châu Ngọc Thúy. Thấy Tần Thanh Tâm dọa báo cảnh sát, rốt cuộc Châu Ngọc Thúy cũng nhận ra cô đang nghiêm túc. Được, mẹ đi đây, con đừng báo cảnh sát nhé. Dứt lời, Châu Ngọc Thúy bỏ chạy trối chết, chỉ sợ chậm một giây cô sẽ gọi cảnh sát tới. Cùng lúc đó, Dương Thanh mới tỉnh ngủ liền nhận được một cuộc điện thoại. Anh lập tức biết mọi chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện. Anh Thanh, có cần ra tay không? Nếu Tâm đã lựa chọn như vậy thì cứ thả bà ta đi đi. Vâng. Sau khi cúp máy, Dương Thanh rất lo lắng. Anh dám chắc Tần Thanh Tâm đang rất đau lòng. Thế là anh đứng bật dậy chạy thẳng tới bệnh viện. Một chiếc Audi A6 màu đen đỗ lại trước cổng bệnh viện nhân dân. Châu Ngọc Thúy vừa bước ra ngoài, hai người đàn ông mặc vest liền xuống xe, đi về phía bà ta. Bà ta chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra đã thấy hai người họ xông thẳng tới chỗ mình. Các người định làm gì? Thả tôi ra, thả ra. Á, cướp, Châu Ngọc Thúy bị họ khiêng lên nhét vào trong xe. Bây giờ là đêm khuya, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của Châu Ngọc Thúy. Giết Châu Ngọc Thúy. Sau khi bị bắt lên xe, Châu Ngọc Thúy điên cuồng giãy giụa, la hét om sòm. Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Các người biết mình đang làm cái gì không? Đây là bắt cóc đấy. Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Theo luật pháp, tội của các người sẽ bị phạt tù có thời hạn từ 10 năm trở lên hoặc tù chung thân. Dạo này Châu Ngọc Thúy thường xuyên tra cứu luật pháp nên cũng biết chút ít. Ha ha, bà còn hiểu luật cơ à? Cô gái ngồi ghế lái phụ cười lạnh, vậy tôi hỏi bà, thuê người giết người là tội gì? Ủ mưu giết người là tội gì? Nghe vậy, toàn thân Châu Ngọc Thúy run rẩy. Đây chẳng phải là hai tội bà ta phạm phải sao? Bà ta không thừa nhận, chỉ nói, sao tôi biết được? Thế để tôi nói cho bà nghe. Cô ta lạnh lùng nói, theo quy định của pháp luật, tội cố ý giết người có thể bị phạt tù có thời hạn từ 10 năm trở lên hoặc tù chung thân. Căn cứ vào tình trạng của Tần Đại Dũng, ít nhất cũng phải là tù chung thân. Cộng thêm tội giết người không thành có thể phán bà tội tử hình. Lúc bà thuê Hồ Siêu đâm chết Tần Đại Dũng, sao bà không hiểu pháp luật? Vừa nãy khi định ra tay giết chồng, sao bà không hiểu pháp luật? Người đàn bà ác độc đến cả chồng mình cũng dám giết như bà còn mặt mũi nhắc tới pháp luật với chúng tôi sao? Bà xứng à, cô gái ngồi ghế lái phụ lạnh giọng chất vấn. Nghe vậy, Châu Ngọc Thúy sợ ngây người. Bà ta cứ tưởng mình làm việc cẩn thận bí mật, nào ngờ người ta lại kể ra được toàn bộ tội trạng của mình. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì, Châu Ngọc Thúy lắp bắp nói. Bà ta nghĩ đối phương sẽ bắt mình tới đâu đó. Nhưng chiếc xe cứ đứng im tại chỗ như đang đợi cái gì. Đúng lúc này, một chiếc Phaeton màu đen chậm rãi đỗ trước mặt xe Audi, bóng người trẻ tuổi bước ra khỏi xe. Cô gái ngồi ghế lái phụ vội xuống xe cung kính nói, anh Thanh, Châu Ngọc Thúy ở trong xe. Dương Thanh gật đầu đáp, mấy ngày nay cô vất vả nhiều rồi. Cô ta chính là Hàn Sương. Sau lần tìm anh đòi bá đao lại được anh cứu giúp, anh còn chủ động trả lại bá đao cho cô ta. Cô ta đã quyết định đi theo anh. Mấy ngày nay cô ta vẫn luôn âm thầm bảo vệ Tần Đại Dũng ở bệnh viện, biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở đó. Dương Thanh bước lên xe, Châu Ngọc Thúy kinh hãi nói, Dương Thanh. Bà ta không thể ngờ được anh là người ra lệnh bắt bà ta lên xe. Mày quá to gan, dám bắt cóc cả tao sao? Không sợ tao nói cho con bé Tâm biết à? Bà ta chỉ kinh ngạc trong giây lát rồi nhanh chóng tỏ ra chán ghét, mắng nhiếc Dương Thanh. Bốp! Hàn Sương tát một cái lên mặt Châu Ngọc Thúy, nổi giận quát, câm miệng. Bà còn dám sỉ nhục anh ấy, tôi tiễn bà về chầu trời. Hàn Sương thực sự có ý định giết chết bà ta. Cô ta đã chứng kiến bà ta ngược đãi Tần Đại Dũng tàn ác như thế nào. Nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, cô ta đã sớm ra tay. Hơn nữa cô ta đã đi theo Dương Thanh, anh chính là chủ nhân của cô ta, không ai được phép sỉ nhục anh. Châu Ngọc Thúy không sợ Dương Thanh nhưng rất sợ Hàn Sương. Nghe Hàn Sương nói vậy, bà ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Dương Thanh chả buồn can ngăn,
Chờ Châu Ngọc Thúy yên lặng lại mới lạnh lùng nói, bà đừng tưởng không ai biết việc xấu bà đã làm. Bằng chứng tôi có đủ để bắt bà vào tù cả đời. Thậm chí là bị kết án tử hình. Nhưng tôi không làm vậy, biết vì sao không? Vì tôi không muốn Tâm và Y đau lòng. Tâm đã lựa chọn thả bà đi, tôi không ngại tha cho bà một cái mạng. Nhưng đây là lần cuối cùng. Nếu còn tái phạm, giết không tha. Bùm, bùm. Anh vừa dứt lời, khí thế toàn thân tỏa ra khiến cửa kính xe Audi A6 lập tức nổ tung. Châu Ngọc Thúy trợn tròn mắt, lần đầu tiên thấy anh như vậy. Bà ta cảm nhận được sát khí mãnh liệt trên người Dương Thanh, anh muốn giết bà ta dễ như trở bàn tay. Hàn Sương và hai người đàn ông áo đen cũng ngây dại. Dù bọn họ không rõ anh đã làm được điều đó bằng cách nào, nhưng bọn họ biết rõ, chắc chắn mọi thứ có liên quan đến anh. Không làm gì cũng có thể khiến cửa kính xe vỡ tan. Đây là loại sức mạnh kinh khủng như thế nào? Đưa bà ta tới nhà họ Châu ở Châu Thành đi. Dương Thanh ra lệnh cho Hàn Sương rồi xuống xe. Vâng. Thấy Châu Ngọc Thúy bị đưa đi, anh mới quay vào bệnh viện. Nhưng anh không biết Tần Thanh Tâm đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Châu Ngọc Thúy bị đưa đi. Dù sao bà ta cũng là mẹ của cô nên cô vẫn muốn nhìn bà ta một lần cuối. Nào ngờ Châu Ngọc Thúy vừa đi xuống tầng đã bị người ta bắt vào trong xe. Sau đó Dương Thanh lại xuất hiện. Mắt Tần Thanh Tâm rưng rưng cảm động. Tuy cô không biết anh đã nói gì với Châu Ngọc Thúy, nhưng cô tin anh sẽ không làm hại bà ta mà chỉ đưa bà ta rời đi. Tâm! Cô đang đứng ngẩn người cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới chợt nghe thấy tiếng Dương Thanh gọi tên mình. Chồng! Cô quay lại ôm chặt anh, khóc giống lên như muốn xả ra hết đau đớn trong lòng. Từ khi Tần Đại Dũng bị xe đâm, cô cảm thấy tuyệt vọng như trời sập. Nhất là vừa nãy tận mắt nhìn thấy mẹ mình muốn giết bố mình, cô càng đau lòng. Chỉ có người đàn ông trước mắt này vẫn luôn xuất hiện khi cô cần anh nhất. Cũng chỉ có anh mới khiến cô cảm nhận được tình yêu chân thành nhất thế gian. Trong một căn biệt thự xa hoa của nhà họ Ngụy ở Giang Hải. Một người đàn ông trung niên vừa béo vừa lùn đang lăn lộn với một cô gái trên chiếc giường lớn. Chợt chuông điện thoại kêu lên chói tai. Gã mập chợt bị dọa sợ, lập tức nhận máy. Muộn thế này mà vẫn gọi điện, chứng tỏ có chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu không thể đưa ra một lý do hợp lý, tôi sẽ giết chết cậu. Sau khi bắt máy, gã dữ tợn gào lên. Sếp Ngụy, vừa rồi Châu Ngọc Thúy bị người ta bắt đi ở bệnh viện. Người của tôi vẫn luôn theo sát phía sau, tên đàn em vội vàng báo cáo. Người đàn ông béo lùn ngồi bật dậy. Ban ngày Mạnh Huy đã nói chỉ cho gã 7 ngày để nghĩ cách phá hủy chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh. Thế nên gã đã nghĩ được biện pháp, cũng sai người theo dõi bệnh viện. Không ngờ cơ hội của gã lại tới nhanh như vậy. Giết Châu Ngọc Thúy đi. Hai mắt gã cực kỳ tàn độc. Cuộc chiến sống còn. Chiếc xe Audi A6 màu đen lao vun vút về Châu Thành. Châu Ngọc Thúy ngồi ở hàng ghế sau bị một người áo đen canh giữ không ngừng run rẩy. Tuy đã rời khỏi Giang Hải một lúc lâu nhưng lời uy hiếp của Dương Thanh vẫn văng vẳng bên tai bà ta. Hiện giờ, bà ta đột nhiên thông suốt, nhớ ra rất nhiều chuyện. Cộng thêm dáng vẻ cung kính của Hàn Sương với Dương Thanh, bà ta mới ý thức được mình đã sai lầm ngay từ đầu. Giờ đây, Dương Thanh không còn là thằng nghèo kiết xác đến cả 500.000 chữa bệnh cho mẹ cũng không có như trước nữa. Kít! Chợt chiếc xe phanh gấp giữa đường. Á! Đầu của Châu Ngọc Thúy đập thẳng vào lưng ghế phía trước, đau đớn hét lên. Hàn Sương lạnh lùng nhìn chằm chằm ba chiếc Jeep chặn lại phía trước. Mấy người đàn ông áo đen đứng ở đầu xe đều nhìn xe của cô ta. Lái xe kiểu gì vậy? Châu Ngọc Thúy khó chịu phàn nàn. Bà ta vừa ngẩng đầu liền trông thấy bốn tên áo đen chặn đường, mặt mũi lập tức tái nhợt. Bọn họ là ai? Châu Ngọc Thúy run rẩy hỏi, nhưng không ai thèm đáp lại. Chị Sương, làm sao bây giờ? Tên tài xế nghiêm mặt hỏi Hàn Sương. Anh ta và người đang trông chừng Châu Ngọc Thúy ở ghế sau đều là cao thủ do Quan Chính Sơn đưa tới. Hàn Sương tiện tay nắm lấy một thanh đao lớn, lạnh giọng nói, hai người đưa bà ta trở lại đường cũ, đồng thời lập tức báo tin cho anh Thanh. Đám người này cứ giao cho tôi. Chị Sương. Người kia định lên tiếng lại bị Hàn Sương ngăn cản, cứ làm theo lời tôi. Đi mau, dứt lời. Hàn Sương xách đao bước xuống xe. Hai cao thủ nhà họ Quan biết Hàn Sương không đơn giản, cũng biết Châu Ngọc Thúy là mẹ vợ Dương Thanh. Dù bà ta phạm tội không thể tha thứ nhưng vẫn phải bảo vệ cẩn thận,
bèn quay đầu xe lại bỏ chạy. Nhưng phía sau cũng có ba chiếc jeep tới gần chặn đứng đường lui của họ. Lúc này là sáng sớm, con đường đi tới Châu Thành rất nhỏ, ba chiếc xe đủ để chặn kín. Rốt cuộc họ là ai? Muốn làm gì vậy? Châu Ngọc Thúy chưa bao giờ gặp phải chuyện này, hoảng sợ run lẩy bẩy. Hai tên vệ sĩ không đáp lời bà ta, nghiêm mặt chuẩn bị đánh nhau. Tại sao lại chặn đường của chúng tôi? Hàn Sương lạnh lùng chất vấn đám người áo đen kia, để Châu Ngọc Thúy ở lại. Nếu không đừng ai mong thoát khỏi đây. Một người trong số bốn tên áo đen chợt lên tiếng, trên mặt ông ta có một vết sẹo dài ngang mũi cực kỳ ghê mắt. Ông ta cũng cầm một thanh đao, hai cánh tay vạm vỡ xăm hình thần chết. Nghe vậy, Hàn Sương giật nảy mình, không ngờ những người này tới vì Châu Ngọc Thúy. Cô ta thực sự không hiểu tại sao người đàn bà ác độc lại không có thân phận đặc biệt gì như Châu Ngọc Thúy lại bị người ta để mắt tới. Cả trước và sau đều bị chặn đường, 7, 8 cao thủ cùng ra mặt chỉ vì Châu Ngọc Thúy. Chẳng ai tin nổi chuyện này. Châu Ngọc Thúy bị giam trong xe nghe thấy đối phương muốn tới bắt mình thì sợ phát khóc, rốt cuộc họ là ai? Tại sao lại muốn bắt tôi? Muốn tôi để bà ta lại, mở đi, Hàn Sương lạnh giọng nói. Tuy cô ta rất ghét Châu Ngọc Thúy nhưng hộ tống bà ta tới Châu Thành là nhiệm vụ Dương Thanh giao cho cô ta. Cho dù có chết cô ta cũng phải hoàn thành, nếu không chịu thì chúng tôi sẽ giết các cô trước. Mặt sẹo nghiến răng nói rồi vung đao lao tới chỗ Hàn Sương. Tất cả đều đồng loạt xông về phía Hàn Sương. Nhưng trong mắt Hàn Sương không hề có sự e sợ, tay nắm chặt bá đao chạy tới chỗ mặt sẹo. Hai tên cao thủ nhà họ Quan cũng không chút do dự xông vào trận chiến. Cùng lúc đó, Dương Thanh đang an ủi Tần Thanh Tâm thì nhận được tin tức Hàn Sương bị tấn công. Tâm, anh phải đi rồi. Em chăm sóc bố nhé, Dương Thanh bỗng nói. Tần Thanh Tâm đang hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp, nghe Dương Thanh nói vậy, ánh mắt hơi hụt hẫng. Được rồi, anh đi đường cẩn thận, về sớm nhé, cô dặn dò. Ừ, Dương Thanh cũng cảm nhận được sự thất vọng của cô. Nhưng đám người Hàn Sương đang gặp nguy hiểm, anh đang rất vội, lại không thể nói rõ cho Tần Thanh Tâm, chỉ có thể rời đi. Vừa ra khỏi phòng bệnh, Dương Thanh lập tức gọi điện thoại, gọi người chi viện gần nhất đến đường Ôn Tuyền đi từ Giang Hải tới Châu Thành. Vâng, Quan Chính Sơn đang ngủ say thì nhận được điện thoại của anh, không dám hỏi nhiều lập tức nghe lệnh. Chiếc phê tần màu đen phóng nhanh như tia chớp tới nơi Hàn Sương bị tấn công. Lúc này trên người Dương Thanh tràn ngập khí lạnh, tin nhắn của Hàn Sương rất ngắn gọn, chỉ có 3 chữ, bị tấn công, rõ ràng đang rất nguy hiểm. Dương Thanh còn tưởng là người của Hiệp hội Võ thuật đối phó Hàn Sương. Anh không hề nghĩ tới bên Hàn Sương bị tấn công là vì Châu Ngọc Thúy. Giữa đêm tối, con đường vắng tanh không có một bóng xe. Động cơ của chiếc Phaeton điên cuồng gầm thét, vận tốc ở mức tối đa như một tia chớp màu đen. Trong lúc Dương Thanh đang chạy về nơi bị tấn công, Hàn Sương đang lao vào chém giết. Mặt sẹo không ngờ cô gái trẻ tuổi như Hàn Sương lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Đến cả ông ta cũng không phải đối thủ. Lúc này, nhiều người trong phe mặt sẹo đã ngã xuống. Đám còn lại chỉ dám bao vây Hàn Sương lại chứ không dám làm gì. Trong giới sát thủ, mặt sẹo tôi cũng có chút danh tiếng nhưng lại chưa từng nghe về nữ cao thủ mạnh như cô. Rốt cuộc cô là ai? Mặt sẹo hỏi. Ông ta cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ trên người Hàn Sương. Mà thực lực của cô ta cũng hơn xa ông ta. Dù ông ta dẫn theo 7, 8 cao thủ, còn Hàn Sương chỉ dẫn theo 2 người nhưng cô ta vẫn có thể đấu lại bọn họ. Hàn Sương lạnh lùng nói, tôi là ai không liên quan đến ông. Nhưng tôi nói cho ông biết, nếu ông vẫn muốn đánh tiếp, tôi sẽ chơi với ông đến cùng. Hừ, mặt sẹo hừ lạnh nói, ả đàn bà ngông cuồng. Nói xong, ông ta phất tay ra hiệu, để tao xử lý cô ta, chúng mày dẫn Châu Ngọc Thúy đi đi. Vâng. Hai tên áo đen còn lại lập tức vọt tới chỗ Châu Ngọc Thúy. Hàn Sương vô cùng lo lắng. Hai tên vệ sĩ do nhà họ Quan phái tới đã bị thương nặng trong trận chiến vừa rồi, không thể đánh tiếp được nữa. Bây giờ chỉ còn một mình cô ta, đối phương còn mặt sẹo và 2 tên nữa. Vừa nãy cô ta đã mất rất nhiều sức, bây giờ chỉ là đang mạnh miệng mà thôi. Nếu bị mặt sẹo cầm chân, cô ta không thể lo cho Châu Ngọc Thúy. Đến lượt bà. Khi Hàn Sương đang sốt ruột, Châu Ngọc Thúy đã bị lôi ra khỏi xe. Cứu mạng với, giết người rồi.
Châu Ngọc Thúy vừa điên cuồng giãy giụa vừa gào thét ầm ĩ. Bà ta cũng biết nếu bị đám người này đưa đi, tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Đây là nơi giáp danh giữa Giang Hải và Châu Thành, bây giờ lại đang vào đêm khuya, bà ta có gào khản cô cũng vô dụng. Thả bà ta ra. Hàn Sương cầm bá đao xông thẳng tới chỗ Châu Ngọc Thúy. Đối thủ của cô là tôi. Mặt sẹo cũng vung đao chạy đến ngăn cản. Cút. Hàn Sương gầm lên, dùng sức đạp mạnh, cơ thể biến mất như tia chớp phóng tới trước mặt ông ta. Mặt sẹo nghiêm mặt lại, sức bật của Hàn Sương quá mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, cô ta đã vung đao chém tới. Mặt sẹo hoảng sợ vội vàng lùi lại, vung đao lên đỡ. Keng! Hai thanh đao va chạm vào nhau, lóe lên tia lửa trong đêm tối. Keng, keng, keng! Đao đầu tiên bị cản lại, Hàn Sương lại chém liên tiếp ba đao. Mỗi một đao, cô ta đều dùng hết sức. Hai tay mặt sẹo đã tê dại, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Ông ta không thể tin nổi một cô gái chỉ mới 20 mấy tuổi đã có sức mạnh khủng bố như vậy. Nếu còn đánh tiếp chị em mình sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Keng! Mặt sẹo mải mê suy nghĩ, Hàn Sương lại chém tới, sức mạnh khổng lồ khiến hai tay mặt sẹo run bần bật. Bộp! Bị mặt sẹo cản lại, Hàn Sương vẫn dùng sức ép xuống, lưỡi đao của bá đao bổ xuống vai ông ta. Á! Mặt sẹo hét lên thảm thiết, giơ chân đá vào bụng dưới của Hàn Sương. Bịch! Tiếng va chạm rung trời vang lên, Hàn Sương bay ra ngoài. Mặt mũi mặt sẹo trắng bệch, cơn đau trên vai kích thích thần kinh của ông ta. Ông ta hiểu nếu còn tiếp tục, bản thân chỉ còn con đường chết. Nếu chuyện đêm nay bị truyền đi, có lẽ toàn bộ Giang Hải đều chấn động. Mặt sẹo có tiếng là cao thủ dùng đao số 1, bây giờ lại bị một cô gái chỉ 20 mấy tuổi dùng đao đánh bại, thậm chí còn có thể lấy mạng ông ta. Hàn Sương cũng chật vật, vốn dĩ cô ta đã tiêu hao quá nhiều sức lực, thấy Châu Ngọc Thúy bị đưa đi liền dồn hết sức chiến đấu. Thế nhưng Châu Ngọc Thúy vẫn bị bắt. Cô cứ chờ đấy. Mặt sẹo gằn giọng hét rồi dùng hết sức lực còn lại điên cuồng bỏ chạy. Phụt! Sau khi ông ta rời đi, Hàn Sương bỗng phun ra một ngụm máu. Keng! Hàn Sương chống bá đao xuống đất, gắng gượng chống đỡ cơ thể của mình. Cô ta nhìn theo hướng Châu Ngọc Thúy bị đưa đi, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Kít! Đúng lúc ấy, chiếc phê tần màu đen lao vút tới, đỗ lại bên cạnh Hàn Sương. Xin lỗi anh Thanh! Trông thấy Dương Thanh bước ra khỏi xe, mắt Hàn Sương đỏ hoe, áy náy nói. Cô sao rồi? Dương Thanh vội vàng chạy tới đỡ Hàn Sương. Cô ta cảm động thầm nghĩ, bản thân không hoàn thành được nhiệm vụ Dương Thanh giao cho nhưng câu đầu tiên anh nói với mình lại là hỏi thăm chứ không phải trách mắng. Tôi không sao, chỉ là bị mất sức quá nhiều, Hàn Sương đỏ mắt trả lời. Anh Thanh, hai tên cao thủ của nhà họ Quan cũng tập tễnh đi tới bên người Dương Thanh. Anh thấy quần áo của bọn họ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đủ để chứng minh vừa rồi bọn họ đã phải đối mặt với một trận chiến dữ dội. Ngay sau đó lại có thêm mấy chiếc xe lao tới. Cậu Thanh, Quan Chính Sơn đích thân dẫn người tới. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Dương Thanh, ông ta hoảng sợ không dám lên tiếng. Ông ta chỉ nơm nớp lo sợ đứng đó chờ Dương Thanh nổi giận. Là kẻ nào? Anh chợt hỏi. Hàn Sương đáp, tôi không biết. Tên cầm đầu tự xưng là Mặt Sẹo. Ông ta đã bắt Châu Ngọc Thúy đi. Mặt Sẹo. Nghe thấy cái tên này, Quan Chính Sơn ngạc nhiên nói, cậu Thanh, Mặt Sẹo chính là vua đao tiếng tăm lừng lẫy khắp Giang Hải, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, giỏi dùng đao. Mặt Sẹo. Dương Thanh nhìn sang Quan Chính Sơn, ánh mắt lạnh như băng, ông ta đã muốn đâm đầu vào chỗ chết, tôi sẽ giúp ông ta. Sai người truy bắt Mặt Sẹo trong toàn thành phố. Vâng. Quan Chính Sơn vô cùng sợ hãi. Ông ta nhìn ra được, hiện giờ Dương Thanh đang giận dữ đến mức nào. Cả Giang Hải đều chấn động vì chỉ trong vòng một đêm, nhà họ Quan và Tòa Thành Vương giả lệnh cho hơn 1.000 người truy bắt Mặt Sẹo. Cùng lúc đó, Mặt Sẹo đã đưa Châu Ngọc Thúy tới nhà họ Quan. Ngụy Tường, tôi đã phải trả giá rất lớn để bắt được bà ta đấy. Mặt Sẹo lạnh lùng nhìn Ngụy Tường, không hề tôn kính gã. Còn Ngụy Tường chính là gã đàn ông béo lùn đã liên lạc với Mạnh Huy, đời thứ hai của nhà họ Ngụy, chuyên phụ trách việc hợp tác với nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Khi Mạnh Huy yêu cầu gã phải phá hủy chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh trong vòng 7 ngày, gã đã nghĩ ra kế sách. Đại ca Sẹo vất vả rồi. Ngụy Tường vội tươi cười nịnh nọt,
hai tay dâng lên một tấm thẻ ngân hàng, trong đây có 10 triệu, mật mã là 6 số 1, coi như là tiền tôi tặng ông. Mặt sẹo thấy vậy thì kinh ngạc, bởi vì khi Ngụy Tường tìm tới ông ta, gã chỉ nói cho ông ta 5 triệu, vậy mà giờ đây lại cho tận 10 triệu. Ông ta chỉ đi bắt một người phụ nữ trung niên, tuy phải trả giá rất lớn, bản thân cũng bị thương nhưng kiếm được 10 triệu vẫn lời. Vậy thì xin cảm ơn sếp Ngụy, sau này có gì cần nhớ tìm tôi. Mặt sẹo nhận thẻ ngân hàng, sảng khoái cười to. Ha ha, được thôi. Ngụy Tường cười rất vui vẻ. Người được đưa tới rồi, tôi đi đây. Dứt lời, ông ta quay lưng định rời đi. Phập. Nhưng ông ta vừa quay người lại, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Ngụy Tường vẫn đang tươi cười cầm một con dao sắc bén đâm thẳng vào người mặt sẹo. Máu bắn tung tóe ra ngoài. Nụ cười trên mặt mặt sẹo lập tức cứng đờ, miệng trào ra rất nhiều máu tươi. Ông ta gắng gượng quay người lại, không dám tin hỏi Ngụy Tường, tại sao? Ngụy Tường híp mắt cười, nhỏ giọng thì thầm bên tai mặt sẹo, cậu Huy đã dặn không được để lại bất cứ dấu vết gì. Con người mặt sẹo co rút, trên mặt tràn đầy hối hận. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, tính mạng vẫn không thể giữ được. Ngụy Tường liếc mắt nhìn xác mặt sẹo, ra lệnh, xử lý cái xác này đi. Vâng. Đám đàn em vội đáp, lập tức kéo xác mặt sẹo ra ngoài. Châu Ngọc Thúy vừa bị mặt sẹo dẫn tới đã nhìn thấy tất cả, hốt hoảng giơ tay che miệng không dám phát ra một tiếng động nào. Mặc dù bà ta muốn giết Tần Đại Dũng nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy cảnh giết người. Vừa nãy mặt sẹo còn sống sờ sờ mà giờ đây chẳng khác gì xúc sinh bị người ta kéo lê đi. Bây giờ đến lượt bà. Ngụy Tường giơ con dao vừa mới kết liễu mặt sẹo bước từng bước về phía Châu Ngọc Thúy. Mẹ vợ hèn mọn. Thấy Ngụy Tường tới gần, Châu Ngọc Thúy hoảng sợ run lẩy bẩy. Cậu đừng tới đây. Bà ta run rẩy lùi lại về phía sau. Châu Ngọc Thúy cực kỳ ác độc, thuê người đâm chết Tần Đại Dũng, muốn Dương Thanh bỏ mạng, nhưng không có nghĩa là bà ta dám ra tay giết người. Vừa rồi Ngụy Tường giết mặt sẹo ngay trước mặt bà ta, cảnh tượng máu me vừa rồi đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn trong lòng bà ta. Người của Ngụy Tường bao vây bốn phía, Châu Ngọc Thúy không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể lùi lại. Ngụy Tường cũng không gấp, dường như rất hưởng thụ vẻ mặt sợ hãi của bà ta. Chẳng mấy chốc Châu Ngọc Thúy đã lùi đến chân tường, không còn đường nữa. Bà ta quỳ rạp xuống đất, khóc lóc van xin cậu tha cho tôi được không? Tha cho bà. Ngụy Tường cầm con dao đẫm máu đi tới trước mặt Châu Ngọc Thúy, cúi đầu nhìn bà ta, bà đã thấy tôi giết mặt sẹo. Nếu tôi tha cho bà chẳng phải chuyện này sẽ bị lộ ra ngoài sao? Không không không, tôi không nhìn thấy gì cả, cũng sẽ không nói gì hết. Tôi chỉ là một người đàn bà hèn mọn, giết tôi sẽ làm bẩn tay cậu. Châu Ngọc Thúy vội vàng lắc đầu lia lịa, tự hạ thấp chính mình. Muốn trách thì trách thằng con rể của bà đi. Bà là mẹ vợ cậu ta thì chỉ còn đường chết. Ngụy Tường híp mắt nói, sát khí tuôn trào như nước lũ tràn bờ đê, ào ào cuốn về phía Châu Ngọc Thúy. Nghe vậy, Châu Ngọc Thúy mới hiểu mọi chuyện xảy ra với bà ta đều do Dương Thanh hại. Sếp Ngụy, tôi và Dương Thanh không có quan hệ gì hết. Nếu cậu không bắt tôi còn đang định ra tay giết nó đây. Châu Ngọc Thúy vội nói, nếu cậu không tin có thể hỏi thăm thử. Tôi và nó thực sự không có quan hệ gì, tôi cũng không ngừng khuyên con gái ly hôn với nó. Trong mắt tôi, nó chỉ là một thằng vô dụng, một kẻ đáng chết. Ồ, vậy sao? Ngụy Tường nheo mắt nói, nhưng tôi vẫn muốn giết bà thì phải làm sao? Dứt lời, gã nắm chặt con dao trong tay, hung hăng đâm tới Châu Ngọc Thúy, á, đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Châu Ngọc Thúy gào khóc hô hoán. Keng. Ngụy Tường đâm sượt qua đầu Châu Ngọc Thúy, cắm thẳng vào vách tường sau lưng bà ta. Xin lỗi nha, lỡ tay đâm trượt. Nhưng không sao, lần này tôi sẽ không đâm trượt đâu. Bà yên tâm, tôi giết người nhanh lắm, như mặt sẹo vừa rồi một phát là xong. Ngụy Tường cứ như mèo vờn chuột, vừa cười vừa nói, bà hãy tưởng tượng nhé. Lát nữa lúc lưỡi dao của tôi đâm vào đầu bà, chỉ cần nó xuyên qua da của bà sẽ cảm thấy một cơn đau thấu xương. Sau đó, bà sẽ cảm nhận được mũi dao đâm vào hộp sọ, đây mới là đau đớn thực sự. Lúc xương cốt bị đâm nát vẫn chưa phải đau nhất, bởi vì ngay sau đó sẽ đâm đến bộ não nằm trong hộp sọ của bà. Bà tưởng tượng đi, lưỡi dao của tôi đảo khuấy trong đầu bà sẽ sảng khoái tới mức nào. Ngụy Tường tựa như một ác ma,
tay cầm lưỡi dao đẫm máu, miệng không ngừng miêu tả cảnh tượng chết chóc khi đâm con dao vào đầu Châu Ngọc Thúy. Bà ta đã bị dọa sợ ngồi bệt xuống đất, đến cả sức lực chạy trốn cũng chẳng còn. Bà ta khóc lóc xin xỏ, "Sếp Ngụy, tôi không muốn chết, thực sự không muốn chết. Xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Cậu đừng giết tôi, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Chỉ cần cậu không giết tôi sẽ làm chó cho cậu, cậu bảo tôi cắn ai tôi sẽ cắn người đó." Gâu, 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 Châu Ngọc Thúy nằm dạp trên mặt đất, sủa như chó, không màng sĩ diện, chỉ cầu được sống. Ha 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 ha, thấy bộ dạng ti tiện của bà ta, Ngụy Tường không khỏi cười phá lên. Đám người xung quanh cũng hùa vào cười theo. Châu Ngọc Thúy chẳng hề cảm thấy nhục nhã, thấy Ngụy Tường bật cười như nhìn thấy hy vọng sống sót, càng cố gắng sủa, gâu. Gâu, gâu, trong căn biệt thự cao cấp của Ngụy Tường chỉ có tiếng sủa của Châu Ngọc Thúy và tiếng cười ngặt nghẽo của đám người xung quanh. Thấy bà nghe lời như thế này, tôi sẽ cho bà một cơ hội. Chỉ cần bà có thể làm cho tôi một việc, tôi sẽ tha cho cái mạng chó của bà, Ngụy Tường híp mắt nói. Cậu bảo gì tôi sẽ nghe nấy, muốn tôi làm gì cũng được, Châu Ngọc Thúy vội vàng gật đầu, thầm mừng rỡ vì thoát chết. Ngụy Tường không muốn giết bà ta thật, chỉ muốn dọa bà ta một chút. Chỉ khi làm như vậy bà ta mới ngoan ngoãn phối hợp với gã. Bò ra đây. Ngụy Tường bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa cao cấp, sau lưng có hai tên vệ sĩ dáng người cao lớn. Châu Ngọc Thúy bỏ chi tới dưới chân gã, cố tình lè lưỡi ra sủa, gâu. Gâu, gâu, chủ nhận muốn sai bảo gì ạ? Ngụy Tường vẫy tay ra hiệu, tên vệ sĩ sau lưng lập tức tiến tới, tay cầm một sợi roi ra. Chát! Vệ sĩ quất một roi lên người Châu Ngọc Thúy. Á, chủ nhân, xin cậu hãy đánh tôi mạnh vào, bà ta hét ầm lên. Chủ nhân đánh mạnh nữa đi. Chủ nhân, đánh tôi thật mạnh vào. Sau mỗi lần bị đánh, Châu Ngọc Thúy lại kêu lên một tiếng. Ban đầu bà ta còn cảm thấy rất đau, nhưng khi bị vệ sĩ quất thêm vài roi, bà ta chỉ cảm thấy cả người rạo rực hưng phấn, toàn bộ đau đớn đều biến mất. Cảm giác này rất khó miêu tả, sướng hơn cả lúc làm tình. Ngụy Tường cho người đánh Châu Ngọc Thúy vốn là có ý đồ khác. Nhưng tiếng kêu của bà ta lại khơi gợi lên dục vọng trong lòng gã. Châu Ngọc Thúy không xấu, mặc dù đã 50 tuổi nhưng mặt mũi vẫn rất sắc sảo, dáng người cực chuẩn. Dục vọng trong mắt Ngụy Tường ngày càng nồng đậm, chợt đứng dậy giật lấy cây roi trong tay vệ sĩ rồi quát lớn tất cả cút ra ngoài. Ngay sau đó, trong phòng chỉ còn lại Ngụy Tường và Châu Ngọc Thúy. Không biết là vì hưng phấn hay là vì vết thương bị roi quất quá đau khiến cơ thể Châu Ngọc Thúy không ngừng run rẩy, ánh mắt mê ly, chủ nhân mau đánh tôi đi. Đánh tiếp đi, con ả ti tiện. Ngụy Tường mắng một tiếng, vung roi quất lia lịa. Cùng lúc ấy ở dinh thự Vân Phong. Dương Thanh đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm của Giang Hải, không thể chìm vào giấc ngủ. Trời đã sắp sáng, Châu Ngọc Thúy bị cướp đi mấy tiếng rồi mà vẫn chưa điều tra được tin tức gì. Anh không quan tâm Châu Ngọc Thúy còn sống hay đã chết, nhưng anh đã sai người hộ tống bà ta rời đi. Nếu thực sự xảy ra chuyện, mình biết ăn nói thế nào với Tần Thanh Tâm và Tần Y. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thanh vẫn ngồi trên ghế sofa. Thức trắng một đêm khiến tròng mắt anh đầy tơ máu. Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh chợt reo lên. Cậu Thanh, tìm thấy mặt sẹo rồi. Quan Chính Sơn cũng không ngủ cả đêm. Giọng điệu vô cùng nghiêm trọng, nhưng ông ta chết rồi. Kịch hay bắt đầu. Dương Thanh chờ đợi cả đêm lại nhận được tin tức mặt sẹo đã chết, lập tức đứng dậy hỏi chết rồi. Thế còn Châu Ngọc Thúy? Đối với anh, cái chết của một tên sát thủ chẳng là cái thá gì. Nhưng Châu Ngọc Thúy không thể chết. Quan Chính Sơn trầm giọng nói, tạm thời vẫn chưa có tin tức của bà ta. Dương Thanh cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, cảm giác bất lực này khiến anh rất khó chịu. Tối hôm qua Châu Ngọc Thúy bị bắt đi trên đường nhỏ nối liền Giang Hải và Châu Thành, đoạn đường đó lại không có camera giám sát nên rất khó tra được bà ta bị đưa đi đâu. Rốt cuộc là ai cướp đi Châu Ngọc Thúy? Một người phụ nữ thiển cận, ngang ngược như bà ta có giá trị lợi dụng gì? Mặt sẹo chết rồi chứng tỏ người giết ông ta còn mạnh hơn cả ông ta. Mặt sẹo là cao thủ nổi danh ở Giang Hải, ít nhất phải là 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải mới có thể ra lệnh cho ông ta. Dương Thanh nghiêm túc phân tích. Quan Chính Sơn ở đầu dây bên kia không dám mở miệng, lặng lẽ nghe anh phân tích. Nhà họ Quan và nhà họ Tô không thể động vào Châu Ngọc Thúy,
vậy thì chỉ có thể là nhà họ Trang và nhà họ Ngụy. Đương nhiên cũng có khả năng là gia tộc ở tỉnh Lỵ. Còn về tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, anh chỉ đắc tội với duy nhất gia tộc Vũ Văn. Nhưng với địa vị cao chót vót của gia tộc Vũ Văn, bọn họ sẽ không thèm bắt cóc Châu Ngọc Thúy. Nghĩ tới đây, Dương Thanh cảm thấy hướng suy đoán của mình rất rõ ràng, anh trầm giọng nói, điều tra kỹ nhà họ Ngụy và nhà họ Trang của Giang Hải, với cả nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Vâng. Quan Chính Sơn cúp máy xong liền chạy đi thăm dò. Dương Thanh duỗi cái lưng mỏi nhừ, đứng dậy đi tắm rồi rời khỏi dinh thự Vân Phong. Cùng lúc đó ở nhà họ Ngụy, trên chiếc giường lớn trong khu nhà cao cấp xa hoa, một người đàn ông béo lùn trần truồng nằm ngủ. Bên cạnh có một người phụ nữ trung niên cũng trần truồng nằm dưới đất. Trên cổ bà ta có một chiếc vòng cổ nối với dây xích buộc ở trên giường. Người đàn ông béo lùn chính là Ngụy Tường, còn người phụ nữ trung niên là Châu Ngọc Thúy. Chuông điện thoại của Ngụy Tường chợt reo lên đánh thức hai người đang say ngủ. Chuyện gì? Ngụy Tường không thèm nhìn số, mơ màng nghe máy, bực bội quát một tiếng. Tôi đây. Một giọng nam trẻ tuổi vang lên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ngụy Tường lập tức tỉnh táo lại, vội vàng ngồi bật dậy. Xin lỗi cậu Huy, vừa nãy tôi chưa tỉnh ngủ. Ngụy Tường sợ xanh mặt, luôn miệng xin lỗi. Ngu xuẩn, đến lúc nào rồi còn mải ngủ? Ông làm xong chuyện tôi giao chưa? Mạnh Huy ở đầu dây bên kia giận dữ giống lên. Thịt mỡ trên người Ngụy Tường đều run lên vì sợ hãi. Đợi Mạnh Huy mắng xong, gã mới dè dặt lên tiếng, cậu Huy, cậu yên tâm. Châu Ngọc Thúy đã bị tôi khống chế, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu cứ chờ xem kịch hay đi. Được, tôi chờ tin tốt của ông. Nếu lần này còn làm hỏng chuyện của tôi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dứt lời, Mạnh Huy lập tức cúp máy. Con chó cái này, đêm qua vẫn chưa đủ hả? Ngụy Tường quay đầu lại đã thấy Châu Ngọc Thúy hèn mọn lè lưỡi nhìn mình, dục vọng lại dâng trào. Hiện giờ mặt mũi bà ta sưng vù, trên người dày đặc dấu vết của roi da. Ngụy Tường hành hạ Châu Ngọc Thúy một trận khiến mặt bà ta be bét máu, đau đớn gào thét. Chỉ như vậy mới có thể tăng thêm hiệu quả cho vở kịch. Ngụy Tường nhìn bộ dạng thê thảm của Châu Ngọc Thúy, cười híp mắt nói. Một tiếng sau, một chiếc xe Toyota Alphard màu trắng chậm rãi đi vào trong sân nhà họ Ngụy. Mấy người trẻ tuổi khiêng camera ra khỏi xe, nam nữ đều có. Bọn họ cầm theo đủ loại thiết bị chuyên nghiệp, mọi người vất vả rồi. Ngụy Tường tự mình ra ngoài đón tiếp. Đám người kia thấy Ngụy Tường đều tỏ lòng vinh hạnh, được làm việc cho sếp Ngụy là may mắn của chúng tôi. Sau này mong sếp Ngụy giúp đỡ nhiều hơn. Sản nghiệp của nhà họ Ngụy liên quan đến rất nhiều ngành nghề. Bọn họ đều còn rất trẻ, có cơ hội tiếp xúc với nhà họ Ngụy đương nhiên sẽ vô cùng kích động. Hôm nay Ngụy Tường chuẩn bị cho họ một tin tức động trời, đủ để họ chiếm lấy đầu đề trên các trang tin tức của các thành phố lớn. Ha ha, không thành vấn đề. Sau này nếu mọi người cần tôi giúp đỡ gì cứ việc liên hệ. Ngụy Tường sảng khoái đáp, lúc gã cười lớp mỡ trên mặt rung lên. Gã nháy mắt ra hiệu, đàn em sau lưng vội vàng đi lên đưa phong bì cho từng người. Lúc mấy người trẻ tuổi kia nhận được phong bì, ai cũng rất vui sướng. Độ dày này phải hơn 10.000 tệ. Ban đầu mời bọn họ tới đây, Ngụy Tường đã đưa cho họ một số tiền thù lao cực lớn. Bây giờ lại đưa phong bì cho họ, đúng là tiền từ trên trời rơi xuống. Chút ý tốt của tôi, mong mọi người vui vẻ nhận. Sau khi làm xong chuyện hôm nay sẽ còn phong bì lớn hơn nữa, Ngụy Tường cười híp mắt nói. Sếp Ngụy cứ yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ đưa tin tức ông cung cấp lên trang tin tức đầu tiên của Giang Hải, thậm chí là của tỉnh Lỵ. Đám người trẻ tuổi mừng thầm trong lòng, nhao nhao hứa hẹn. Ngụy Tường dẫn bọn họ tới một căn phòng nho nhỏ được dựng tạm bằng tôn. Trong căn phòng vô cùng đơn sơ, ngoại trừ một chiếc giường xây từ gạch đỏ và ván gỗ thì chỉ có một cái bếp lò nho nhỏ. Hiện giờ Châu Ngọc Thúy đang ở bên trong. Ngụy Tường đi tới ghé sát vào tai bà ta thì thầm, đây là cơ hội sống duy nhất của bà. Nếu phối hợp tốt, tôi sẽ cho bà một khoản tiền để bà cao chạy xa bay. Nếu không, kết cục của mặt sẹo cũng sẽ là kết cục của bà. Nghe vậy, Châu Ngọc Thúy bủn rủn tay chân, gật đầu lia lịa, sếp Ngụy yên tâm tôi sẽ cố hết sức phối hợp. Chuyện còn lại giao cho mọi người nhé. Ngụy Tường nhìn sang mấy người trẻ tuổi cười nói. Bọn họ thi nhau đảm bảo nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ nhanh chóng lắp đặt máy quay phim,
thiết kế đèn chiếu trong căn phòng dựng bằng tôn ấy. Châu Ngọc Thúy ngồi trên chiếc giường dựng tạm bằng tấm ván gỗ đơn sơ và gạch đỏ. Hello mọi người, tôi là streamer Mã của tin nóng tỉnh lỵ. Thân chào bạn bè gần xa, tôi là streamer Sailor của tin nóng Giang Hải. Chào buổi sáng, tôi là streamer Mộc Tiểu Ngai của tin nóng Châu Thành. Mấy người trẻ tuổi này đều là các streamer nổi tiếng trên mạng khắp cả tỉnh, vậy mà hôm nay lại cùng nhau đưa tin. Trong nháy mắt, khán giả trên các đài live stream đều bùng nổ. Streamer Mã của tin nóng tỉnh lỵ đấy. Trời à, còn có cả streamer Sailor của tin nóng Giang Hải. Có cả streamer Mộc Tiểu Ngai của tin nóng Châu Thành nữa. Không ngờ các streamer hot nhất tỉnh lại cùng nhau xuất hiện trước ống kính. Live stream lần này chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Hôm nay vốn là ngày cuối tuần, rất nhiều người xem live stream, cộng thêm sự xuất hiện của những streamer hàng đầu khiến vô số người đều tò mò theo dõi. Hôm nay, 5 streamer chúng tôi cùng nhau live stream là vì câu chuyện của một người phụ nữ đáng thương. Cô ấy vốn có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nhưng tuần trước chồng của cô ấy gặp tai nạn giao thông, trở thành người thực vật. Gia đình hạnh phúc ấy lập tức bị phá hủy. Con rể của cô ấy đánh đập cô ấy để chiếm lấy tài sản, thậm chí còn tàn nhẫn đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Anh ta tuyên bố nếu cô ấy về nhà, anh ta sẽ đánh chết cô ấy. Bây giờ chúng tôi sẽ cho quý vị gặp gỡ người phụ nữ đáng thương ấy, để cô ấy kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình. Tít! Toàn bộ camera đều quay sang Châu Ngọc Thúy. Một gương mặt sương vù xuất hiện trên sóng live stream. Nguy cơ trùng trùng. Chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải. Dương Thanh đang ngồi trước bàn làm việc, đang xem vài tập hồ sơ trong tay. Thời gian này, Tần Đại Dũng vẫn đang nằm viện, mỗi ngày Tần Thanh Tâm và Tần Y đều thay phiên nhau đến bệnh viện trông coi ông ấy. Bây giờ lại có một lượng lớn đối tác hủy hợp đồng với công ty, cũng xem như là một biến cố lớn. Tuy Dương Thanh nóng lòng tìm kiếm tung tích của Châu Ngọc Thúy nhưng việc của công ty cũng rất quan trọng. Trong lúc anh đang tập trung xử lý hồ sơ, chuông điện thoại bỗng vang lên. Tâm à, có chuyện gì thế? Dương Thanh nhận điện thoại, dịu giọng hỏi. Dương Thanh, mẹ em đâu? Tần Thanh Tâm hỏi. Anh không biết. Dương Thanh hơi chột dạ trả lời. Tối qua anh sai người hộ tống Châu Ngọc Thúy rời đi, kết quả nửa đường Châu Ngọc Thúy bị người ta bắt cóc. Đến bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức nào của bà ta. Đương nhiên anh sẽ không nói cho Tần Thanh Tâm biết Châu Ngọc Thúy đã mất tích vào lúc này. Anh không biết thật sao? Tần Thanh Tâm hỏi lại lần nữa, giọng nói hơi khác thường. Dương Thanh hoàn toàn không do dự trả lời, anh không biết thật. Bây giờ nếu anh nói cho Tần Thanh Tâm biết sự thật chỉ càng khiến cô lo lắng thêm thôi. Tần Đại Dũng còn đang nằm viện, cũng không biết liệu ông ấy có tỉnh lại được không? Nếu để Tần Thanh Tâm biết bây giờ Châu Ngọc Thúy đã mất tích, sống chết chưa rõ, chẳng phải sẽ khiến cô suy sụp sao? Được. Tần Thanh Tâm chỉ đáp lại một chữ sau đó cúp điện thoại. Dương Thanh nghe được tiếng máy bận truyền tới từ ống nghe, anh bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Hơn nữa lúc Tần Thanh nói ra từ được trong giọng nói của cô mang theo vài phần thất vọng. Chẳng lẽ cô ấy đã biết được gì rồi sao? Dương Thanh nói. Ở bên này. Sau khi Tần Thanh Tâm cúp điện thoại, trên mặt cô đã đầm đìa nước mắt. Lúc này cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, mà hình ảnh trong màn hình chính là gương mặt của Châu Ngọc Thúy. Chào mọi người, tôi tên là Châu Ngọc Thúy, là người ở Châu Thành. 28 năm trước tôi được gả vào nhà họ Tần ở Giang Hải. Tôi vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc với hai cô con gái xinh đẹp, giỏi giang. Một đứa là Tổng Giám đốc Tập đoàn Tam Hòa. Một đứa là tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh. Mà chồng tôi vốn là tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Nhưng một gia đình hạnh phúc như vậy lại bị cậu ta phá hoại. Cậu ta chính là con rể của tôi Dương Thanh, tổng phụ trách tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải. Lúc Châu Ngọc Thúy tiết lộ tin này, vô số khán giả đều sững sờ. Nhiều người đã nghe đến tên của tập đoàn Nhạn Thanh. Nhưng họ không biết tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải lại còn có một người tổng phụ trách. Khuôn mặt Châu Ngọc Thúy đẫm nước mắt, bà ta khóc lóc nói, bởi vì Dương Thanh cạnh tranh xấu nên khiến cho nhiều công ty chủ động hủy bỏ hợp tác với chi nhánh Giang Hải. Dương Thanh vì lo sợ bại lộ việc thâm hụt tài chính của công ty nên muốn nhanh chóng gom một số tiền lớn để bổ sung vào nguồn tài chính của công ty. Cậu ta đã nghĩ tới tài sản của gia đình chúng tôi. Chỉ một tuần trước,
Chồng tôi bị xe đụng, trở thành người thực vật, bây giờ ông ấy đang nằm điều trị ở Bệnh viện Nhân dân Giang Hải, mà tất cả những việc này đều là do Dương Thanh làm. Bởi vì chỉ khi chồng tôi chết, cậu ta mới có cơ hội chiếm hết tài sản của nhà chúng tôi. Việc cậu ta âm thầm tìm người lái xe đụng chồng tôi đã bị tôi phát hiện, cậu ta lo sợ sự việc bại lộ nên đã đánh đập tôi rất tàn nhẫn, còn ép tôi rời đi nếu không sẽ đánh chết tôi. Châu Ngọc Thúy khóc lóc kể lể, soạn ra một đồng lời nói dối rồi nói ra với cảm xúc rất phong phú. Đến cuối cùng, Châu Ngọc Thúy khóc không thành tiếng, nhìn ống kính nói, Thanh Tâm, mẹ chỉ muốn nói cho các con biết, các con thật sự nhìn lầm người rồi. Dương Thanh là một kẻ mặt người dạ thú. Nếu ngày nào đó các con không nhìn thấy mẹ nữa thì rất có thể mẹ đã chết rồi, là bị người của Dương Thanh âm thầm giết chết đến xương cốt cũng không còn. Các con phải nhớ kỹ lời mẹ, nhất định phải rời khỏi tên cầm thú đó. Vô số khán giả xem truyền hình đều rơi nước mắt. Không ngờ cái tên khốn nạn Dương Thanh này lại độc ác như vậy. Đúng đấy, cô nhìn gương mặt ngập tràn đau thương của cô Thúy kìa, tất cả đều là do tên xúc sinh đó gây ra. Nếu anh ta là tổng phụ trách của tập đoàn Nhãn Thanh chi nhánh Giang Hải vậy từ đây về sau chúng ta sẽ không dùng sản phẩm của công ty anh ta nữa. Đúng, chúng ta tuyệt đối không xài sản phẩm của tập đoàn Nhãn Thanh, thứ công ty bất lương như vậy nên đóng cửa đi. Tập đoàn Nhãn Thanh mau cút khỏi Giang Hải. Dương Thanh, cút khỏi Giang Hải. Có người bắt nhịp, tất cả mọi người đều thi nhau bình luận. Thậm chí có rất nhiều đại gia vì muốn mấy lời mắng chửi Dương Thanh xuất hiện ở chỗ bắt mắt nên đã không ngần ngại tiêu hàng trăm thậm chí là hàng triệu để đưa bình luận của mình lên top đầu. Nhìn thấy vô số quà tặng tràn ngập màn hình, mấy streamer nổi tiếng trên mạng cực kỳ phấn khích. Chỉ một lần live stream này mà thu nhập chia quà của mọi người ước tính khoảng vài triệu. Nhìn Châu Ngọc Thúy khóc đến sưng mặt sưng mày trong màn hình điện thoại, Tần Thanh Tâm cũng khóc thảm thiết. Tuy Tần Thanh Tâm rất rõ phần lớn những lời của Châu Ngọc Thúy nói trong buổi live stream kia đều là giả nhưng cô vẫn không khỏi đau lòng, khổ sở. Mẹ, xin lỗi, nếu không phải con đuổi mẹ đi thì mẹ sẽ không ra nông nỗi như bây giờ rồi, Tần Thanh Tâm khóc lóc nói. Nhất là khi cô nghe bà ta nói câu cuối với cô và Tần Y rằng, nếu một ngày nào đó bọn họ không nhìn thấy bà ta nữa thì rất có thể bà ta đã chết, cô càng đau lòng tột độ. Dương Thanh, tại sao anh phải gạt em? Tại sao chứ? Tần Thanh Tâm khóc lóc nói. Tối qua hôm qua, ở cửa bệnh viện lúc Châu Ngọc Thúy bị người của Dương Thanh dẫn đi, cô đã nhìn thấy tất cả. Cô vốn tưởng là Dương Thanh sai người hộ tống Châu Ngọc Thúy rời đi. Nhưng không ngờ tối qua lúc Châu Ngọc Thúy rời đi vẫn còn khỏe mạnh, bây giờ mới chỉ có một đêm mà cả người bà ta đã bầm dập. Cô biết ân oán giữa Châu Ngọc Thúy và Dương Thanh cho nên sau khi nhìn thấy vết thương của Châu Ngọc Thúy, cô cho rằng tất cả những chuyện này là do Dương Thanh làm. Cùng lúc đó Dương Thanh đang xử lý công việc ở tập đoàn Nhãn Thanh chi nhánh Giang Hải. Đúng lúc này anh bỗng nhận được điện thoại của Quan Chính Sơn, cậu Thanh, cậu mau xem tin nóng Giang Hải đi, Châu Ngọc Thúy đang live stream. Dương Thanh không chút do dự, lập tức mở tin nóng Giang Hải ra xem. Chờ lúc anh mở ra xem thì buổi live stream đã kết thúc. Nhưng nội dung live stream lúc nãy của Châu Ngọc Thúy vẫn nằm trên trang nhất của tin nóng Giang Hải, hơn nữa còn được đẩy lên vị trí bắt mắt nhất. Dương Thanh mở clip ra xem, sau khi xem xong nội dung live stream, sắc mặt anh cực kỳ thâm trầm. Anh chợt nhớ tới lúc nãy khi Tần Thanh Tâm gọi điện thoại hỏi anh Châu Ngọc Thúy ở đâu, cô đã có vẻ khác thường. Thì ra là vì live stream này. Xem ra bây giờ Châu Ngọc Thúy đang ở vào tình thế rất nguy hiểm, Dương Thanh lạnh lùng nói. Anh đã đoán được đại khái buổi live stream lúc nãy rõ ràng là nhắm vào anh và tập đoàn Nhãn Thanh. Anh hiểu rõ sức mạnh của cộng đồng mạng lớn đến cỡ nào. Sợ là chẳng mấy chốc giá trị thị trường của tập đoàn Nhãn Thanh sẽ sụt dốc không phanh vì buổi live stream này của Châu Ngọc Thúy. Giá trị thị trường của công ty sụt giảm, Dương Thanh có thể kéo lên lại được nhưng mấu chốt bây giờ là Châu Ngọc Thúy. Nếu nói bà ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Vậy giá trị lợi dụng cuối cùng đó là lấy cái chết của bà ta đổ vạ cho anh. Một khi Châu Ngọc Thúy chết, kết hợp với buổi live stream vừa rồi, tất cả mũi nhọn sẽ hướng về phía Dương Thanh. Khi đó tập đoàn Nhãn Thanh chi nhánh Giang Hải sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Thậm chí có thể bị hủy diệt vì việc này. Mẹ vợ ở đâu? Dương Thanh nghĩ đến khả năng Châu Ngọc Thúy đã bị giết, sắc mặt anh thâm trầm đến đáng sợ.
Bắt đầu từ tối qua anh đã sắp xếp người tìm kiếm Châu Ngọc Thúy nhưng đến bây giờ đã qua mười mấy tiếng mà vẫn không có bất kỳ manh mối gì. Bây giờ cho dù có nóng lòng hơn nữa cũng đành bó tay. Dù là ai làm thì cũng phải trả cái giá đắt. Dương Thanh đấm mạnh xuống bàn làm việc khiến mặt bàn bằng gỗ cứng chắc lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Đúng lúc này Tần Y hớt hơ hớt hải xông vào phòng làm việc của Dương Thanh. Anh rể, anh nói cho em biết những gì mẹ em nói trong buổi livestream kia đều là giả đi. Hai mắt Tần Y đỏ hoe, tâm trạng cực kỳ kích động. Cô ta đã xem buổi livestream lúc nãy, sau khi xem xong ngay lập tức gọi điện thoại cho Tần Thanh Tâm. Khi Tần Thanh Tâm nói cho cô ta biết, tối qua quả thực Châu Ngọc Thúy bị người của Dương Thanh dẫn đi, cô ta bỗng ngây ra. Vẻ mặt Dương Thanh phức tạp nhìn Tần Y nói, nếu anh nói những gì mẹ nói đều là bịa đặt, em có tin không? Em tin. Điều khiến Dương Thanh bất ngờ chính là khi Tần Y nghe anh nói vậy, cô ta đã không chút do dự tin anh. Cùng lúc đó sắc mặt Tần Y cũng thoáng nhẹ nhõm. Cảm ơn em. Dương Thanh hơi cảm động, tiếp đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói, tối qua anh sắp xếp người hộ tống mẹ rời đi, vốn dĩ là muốn đưa mẹ em về nhà họ Châu ở Châu Thành nhưng giữa đường mẹ em đã bị người khác cướp đi. Gì chứ? Tần Y mới thở phào nhẹ nhõm, nghe Dương Thanh nói vậy thì thần kinh lập tức trở nên căng thẳng, cô ta vừa khóc nức nở vừa hỏi. Nói như vậy buổi livestream lúc nãy của mẹ em rất có thể là bị người khác ép buộc. Dương Thanh gật đầu, anh không thể cam đoan với em điều gì nhưng điều anh có thể chắc chắn là anh sẽ cố gắng hết sức để tìm được mẹ em. Bây giờ em là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải, em nên hiểu buổi livestream vừa rồi sẽ khiến công ty khủng hoảng cỡ nào. Anh sẽ giao hết công ty cho em, còn về việc của mẹ em, anh sẽ nghĩ mọi cách tìm được bà. Tần Y vừa nãy chỉ lo lắng hỏi thăm Dương Thanh về việc của Châu Ngọc Thúy, trong lúc hốt hoảng cô ta đã bỏ qua thiệt hại nghiêm trọng mà công ty có thể phải gánh chịu. Bây giờ nghe Dương Thanh nói vậy, cô ta mới nhận ra được những thách thức mà công ty sắp đối mặt. Chủ tịch yên tâm, em nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ công ty, Tần Y lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Vậy nhờ em rồi. Dương Thanh nghiêm túc nói. Anh nói xong liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Dương Thanh, hai mắt Tần Y đỏ hoe, cô ta bỗng cảm thấy xót xa cho người đàn ông này. Rõ ràng là Châu Ngọc Thúy không thích anh, hãm hại anh mọi lúc mọi nơi. Nhưng lúc Châu Ngọc Thúy gặp nguy hiểm anh lại là người đầu tiên lao ra cứu giúp. Sau khi Dương Thanh rời khỏi tập đoàn Nhạn Thanh thì lái xe thẳng tới nhà họ Quan. Cậu Thanh, Quan Chính Sơn nhìn thấy Dương Thanh đến, vội vàng bước lên đón. Ông điều tra thế nào rồi? Dương Thanh hỏi thẳng vào vấn đề. Quan Chính Sơn trả lời, về cơ bản đã xác định được việc này có liên quan đến ngụy tường của nhà họ Ngụy, chỉ là thiếu bằng chứng mà thôi. Nhà họ Ngụy. Dương Thanh hơi híp mắt lại, nếu đã nghi ngờ thì không cần bằng chứng. Mắt Quan Chính Sơn lập tức sáng lên, ý của cậu Thanh là. Nếu nhà họ Ngụy đã muốn chết vậy tôi sẽ cho họ như ý. Dương Thanh nghiến răng nói, sau khi nói xong anh lên xe đi về phía nhà họ Ngụy. Xe của Dương Thanh đã chạy khỏi nhà họ Quan, Quan Chính Sơn mới hoàn hồn lại, trên mặt ông ta cực kỳ phấn khích, nhà họ Quan phát đạt chỉ là chuyện trong tầm tay. Giang Hải hiện nay có 4 gia tộc đứng đầu. Nhà họ Trang và nhà họ Ngụy đều có ân oán với Dương Thanh mà lúc này Dương Thanh lại đằng đằng sát khi đi đến nhà họ Ngụy, nhà họ Ngụy bị tiêu diệt là việc không cần phải nghi ngờ. Mà nhà họ Quan đã phục tùng Dương Thanh từ lâu, sau khi nhà họ Ngụy bị tiêu diệt. Hết thảy mọi chuyện sẽ giao lại cho nhà họ Quan quản lý. Đến lúc đó nhà họ Quan sẽ trở thành nhà quyền thế có 102 đứng đầu Giang Hải. Cùng lúc đó trong một ngôi biệt thự xa hoa. Cậu Huy, chắc hẳn cậu đã xem buổi livestream lúc nãy rồi chứ? Cậu cảm thấy thế nào? Ngụy Tường cười nói, giọng nói đầy mong đợi, hy vọng sẽ nhận được sự khen ngợi của chủ nhân. Ông đúng là cái đồ ngu như lợn. Thế mà sau khi Mạnh Huy bắt máy lại chửi Ngụy Tường té tát, tôi bảo ông hủy hoại tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải, ông lại làm livestream chết tiệt gì đó khiến cho giá trị thị trường của cả tập đoàn Nhạn Thanh đều bị tổn thất nặng nề. Cho dù bồi thường bằng cả nhà họ Ngụy, cũng còn lâu mới đủ. Mạnh Huy cũng vừa mới xem livestream kia, hắn vừa chuẩn bị gọi điện hỏi Ngụy Tường, không ngờ gã đã gọi điện thoại đến trước. Ngụy Tường ngơ ngác nói, cậu Huy... Tôi không có tiết lộ việc Dương Thanh là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh.
Tôi chỉ bảo Châu Ngọc Thúy nói Dương Thanh là tổng phụ trách của tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải mà thôi. Mẹ kiếp, ông đúng là óc heo, mặc kệ Dương Thanh là chủ tịch hay là tổng phụ trách tập đoàn thì cũng không thể thay đổi được sự thật cậu ta có quan hệ với tập đoàn Nhạn Thanh. Buổi livestream mà ông làm đã nổi tiếng khắp các trang mạng, bây giờ các chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh ở các thành phố trên cả nước đều bị tẩy chay. Mẹ kiếp, ông nói cho tôi biết ông có phải là con lợn ngu xuẩn không? Mạnh Huy cực kỳ giận dữ, nếu không phải Ngụy Tường một lòng trung thành với hắn thì hắn đã lập tức sai người cắt tiết con lợn này rồi. Người khác không rõ nhưng Mạnh Huy lại hiểu rất rõ, tuy Dương Thanh là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh nhưng ngoài chi nhánh Giang Hải ra, anh vẫn chưa nắm quyền quản lý ở trụ sở chính. Tập đoàn Nhạn Thanh bây giờ, người nắm quyền thật sự vẫn là dòng chính của gia tộc Vũ Văn. Buổi livestream vừa rồi của Ngụy Tường đã khiến giá trị thị trường của toàn bộ tập đoàn Nhạn Thanh giảm xuống đáng kể, gây tổn hại đến lợi ích của những người nắm quyền sau lưng tập đoàn Nhạn Thanh. Cho nên nói là có thể diệt chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh. Nhưng lợi ích của tập đoàn Nhạn Thanh thì không thể bị tổn hại. Tôi mặc kệ ông dùng cách gì, nhất định phải xóa sạch clip livestream kia của Châu Ngọc Thúy ra khỏi tất cả các nền tảng trực tuyến lớn, đồng thời gỡ bỏ các top tìm kiếm. Bằng không đợi lúc có người đến tận nhà giết ông thì ông đừng trách tôi không nhắc nhở. Mạnh Huy nói xong thì cúp luôn điện thoại. Sắc mặt Ngụy Tường đờ đẫn, mỡ trên gương mặt béo núc ních nhăn hết cả lại. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng va chạm kịch liệt. Gã nhanh chóng dẫn người xông ra khỏi biệt thự thì nhìn thấy một chiếc Phaeton màu đen đang đậu trước cửa biệt thự. Một người trẻ tuổi chậm rãi đi từ bên trong xe ra. Dương Thanh. Ngụy Tường nhìn thấy Dương Thanh, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là lần thứ hai gã nhìn thấy Dương Thanh. Lần đầu tiên là lúc Mạnh Huy ưng ý dinh thự Vân Phong bảo gã cố mua cho được, kết quả bị Dương Thanh từ chối. Lần này là lần thứ hai. Mà lần này Ngụy Tường lại vô cùng chột dạ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, híp mắt nói, thằng nhóc, ngay cả địa bàn của tao mà mày cũng dám xông vào, mày biết tao là ai không? Châu Ngọc Thúy đang ở đâu? Dương Thanh hỏi thẳng, từ đầu đến cuối hai mắt anh vẫn nhìn chằm chằm Ngụy Tường. Lúc Ngụy Tường nghe đến tên Châu Ngọc Thúy, con người bỗng co rút lại, vẻ mặt khiếp sợ nhưng chẳng mấy chốc sau gã đã bình tĩnh lại. Đệch, thằng nhãi, mày tìm sai chỗ rồi đấy. Ông đây là Ngụy Tường của nhà họ Ngụy, chẳng biết Châu Thúy mẹ gì hết. Ngụy Tường cố ý dùng những lời lẽ khinh thường để che đậy sự hoảng sợ của mình. Tôi hỏi ông, Châu Ngọc Thúy ở đâu? Dương Thanh hỏi lại lần nữa. Từ biểu hiện chột dạ vừa rồi của Ngụy Tường, anh có thể khẳng định việc Châu Ngọc Thúy mất tích quả thật là có liên quan đến gã. Giữ lại ông có ích gì? Đây là nhà riêng của Ngụy Tường, ngoài Ngụy Tường ra còn có mấy tên vệ sĩ nữa, bấy giờ đều nhìn chằm chằm Dương Thanh như hổ đói rình mồi. Danh con, mày không hiểu tiếng người sao? Tao không biết ai là Châu gì gì Thúy cả. Ngụy Tường nghiến răng nói. Dương Thanh lái xe xông vào nhà riêng của gã, bây giờ lại chất vấn gã, đó là sự sỉ nhục đối với gã. Lần đầu tiên gặp Dương Thanh tại dinh thự Vân Phong, hai tên vệ sĩ mà gã mang theo đã bị Dương Thanh hạ gục một cách dễ dàng. Bây giờ gặp lại Dương Thanh, trong lòng gã vẫn có chút sợ hãi. Ngay khi Ngụy Tường vừa dứt lời, Dương Thanh đã vút tới trước mặt gã trong nháy mắt. Rầm. Ngụy Tường chỉ cảm thấy bụng đau quặn thắt, người lộn nhào ra sau. Đập mạnh vào cửa biệt thự gây ra một tiếng vang rất lớn. Cửa chống trộm cực kỳ rắn chắc, thế mà bỗng đổ rầm xuống đất sau cú va chạm vừa rồi. Sếp Ngụy. Tốc độ của Dương Thanh nhanh đến mức mãi đến lúc Ngụy Tường đã bay ra ngoài, vệ sĩ của nhà họ Ngụy mới hoàn hồn. Á! Tiếng kêu rên đau đớn phát ra từ trong cổ họng Ngụy Tường. Sau đó, vẻ mặt gã vô cùng dữ tợn, quát lên, giết nó cho tao. Cơ thể đau đớn dữ dội khiến Ngụy Tường gần như phát điên. Lúc này trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ, chính là giết chết Dương Thanh. Hơn chục tên vệ sĩ nghe theo mệnh lệnh, không chút do dự lao thẳng về phía Dương Thanh. Dương Thanh bình tĩnh, giống như không nhìn thấy hơn chục tên vệ sĩ đang lao về phía mình, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm Ngụy Tường, từ từ bước đến chỗ gã. Thằng nhãi danh, mày dám đánh sếp Ngụy sao, đúng là không biết tự lượng sức. Trong nháy mắt, mấy tên vệ sĩ của Ngụy Tường đã xông tới, từng người một tung nắm đấm tấn công Dương Thanh. Lúc này, Dương Thanh đột nhiên đạp một phát, cơ thể di chuyển thoăn thoắt. Một tiếng rầm vang lên,
tên vệ sĩ đầu tiên tấn công Dương Thanh đã bị anh đấm vào bụng, bay thẳng ra ngoài. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, cơ thể anh lại vụt biến, liên tục đấm đá. Trong chốc lát, hơn chục tên vệ sĩ nằm trên mặt đất như những con chó chết, vẻ mặt đau đớn, không gượng dậy nổi. Cậu đừng qua đây. Ngụy Tường sợ lú cả người, thấy Dương Thanh từng bước đi tới, gã sợ muốn khóc. Nhà họ Ngụy là một trong bốn gia tộc lớn ở Giang Hải, cao thủ trong gia tộc cực kỳ nhiều. Hơn chục tên vệ sĩ vừa rồi đều là những cao thủ mà nhà họ Ngụy tốn không ít tiền của để huấn luyện. Thế mà giờ đây không ai có thể đỡ nổi một chiêu của Dương Thanh. Thậm chí không một tên vệ sĩ nào có thể gượng dậy nổi. Dương Thanh, cậu đừng tới đây. Tôi là con cháu dòng chính của nhà họ Ngụy. Nếu cậu dám động đến tôi, nhà họ Ngụy sẽ không buông tha cho cậu đâu. Ngụy Tường vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn không quên lấy nhà họ Ngụy ra uy hiếp Dương Thanh. Trong mắt gã, Dương Thanh chỉ là một đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Vũ Văn, chẳng có gì đáng sợ. Nhưng bây giờ, sức mạnh mà Dương Thanh thể hiện ra quả thực là quá sức tưởng tượng của gã. Cậu ta thật sự chỉ đơn giản là một thằng con bị bỏ rơi thôi sao? Tôi hỏi ông một lần cuối, Châu Ngọc Thúy đang ở đâu? Dương Thanh hỏi lại, vừa dứt câu, anh đã đến trước mặt Ngụy Tường. Ngụy Tường run bắn cả người. Gã ta có thể cảm nhận được một luồng sát khí rất mạnh phát ra từ người Dương Thanh. Dương Thanh đã chinh chiến nhiều năm, vô số kẻ thù đã chết trong tay anh, một khi đã ra tay, người thường không thể chịu nổi. Ngụy Tường chỉ thấy hoảng sợ, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh nhưng vẫn phủ nhận, tôi thật sự không biết. Bụp. Ngay khi Ngụy Tường vừa mới phủ nhận, Dương Thanh bỗng duỗi tay ra, một tay túm lấy cổ Ngụy Tường. Thân hình mập mạp hơn 100 cân của gã lập tức bị nhấc bổng lên. Xem ra là ông chọn cái chết, nếu đã vậy, tôi sẽ cho ông toại nguyệt. Dương Thanh hơi ngẩng đầu, nhìn Ngụy Tường đang bị anh nhấc lên bằng một tay, lạnh lùng nói. Vừa dứt câu, anh dùng 5 ngón tay ra sức bóp chặt cổ Ngụy Tường. Ngụy Tường chỉ cảm thấy khó thở, sắc mặt đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thân thể mập mạp đang vùng vẫy điên cuồng. Chỉ là dù cho gã ta có dùng hết sức giãy giụa cũng không thể thoát khỏi tay của Dương Thanh. Thấy sức giãy giụa của Ngụy Tường càng ngày càng yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng gã ta sẽ chết thật. Cuối cùng Dương Thanh cũng chịu dừng tay. Anh tiện tay ném xuống, cơ thể hơn 100 cân đập mạnh xuống đất. Đám vệ sĩ bị Dương Thanh đánh gục bằng một đòn lúc này nhìn thấy cảnh này thì tim gan phèo phổi đều co quắp lại. Ngụy Tường nặng hơn 100 cân, vậy mà lúc nằm trong tay Dương Thanh chỉ như một con chim nhỏ, bị nhấc bổng lên bằng một tay, nói vứt là vứt. Đây thực sự là sức mạnh của một con người sao? Thảo nào chỉ với một chiêu đã có thể hạ gục được bọn họ. Ngụy Tường bị ném xuống đất, tuy rằng rất đau nhưng lại cảm thấy như được tái sinh, hít thở một hơi sâu. Đây là cơ hội sống sót cuối cùng của ông. Hoặc là nói cho tôi biết tất cả những gì mà tôi muốn biết. Hoặc là chết. Dương Thanh dứt lời, đạp chân mạnh xuống ngay cạnh đầu Ngụy Tường. Một tiếng động cực lớn. Sàn đá cẩm thạch bị Dương Thanh dẫm vỡ nứt. Ngụy Tường chỉ cảm thấy tai mình ù đi, ngẩn người nhìn đá cẩm thạch vỡ thành từng mảnh vụn. Gã khó nhọc nuốt nước bọt, gã còn quyền từ chối sao? Nếu ông cho rằng đầu của ông cứng hơn miếng đá cẩm thạch này thì ông có thể từ chối trả lời, Dương Thanh lạnh lùng nói. Tôi nói, là cậu Mạnh Huy, là người của cậu Huy đã bắt Châu Ngọc Thúy đi. Ngụy Tường vội giống lên. Trong lòng gã vô cùng sợ hãi, nếu không nói ra, Dương Thanh sẽ lập tức lấy mạng của mình. Nhưng nếu nói ra, một khi Mạnh Huy biết chuyện thì cũng sẽ không buông tha cho gã. Dưới sự uy hiếp của Dương Thanh, gã vốn không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi nghe được câu trả lời này, sắc mặt Dương Thanh cực kỳ u ám, quả là có liên quan đến nhà họ Mạnh. Nhưng anh biết rõ, đằng sau nhà họ Mạnh là nhà họ Vũ Văn. Liên kết những điều này lại. Dương Thanh bỗng nhiên vỡ lẽ. Mặc dù chủ gia tộc Vũ Văn muốn mình quay về với gia tộc và kế thừa vị trí chủ gia tộc, nhưng trong gia tộc không chỉ có một người làm chủ. Còn có những phe phái khác, kể cả tập đoàn Nhạn Thanh, nói là trả lại cho mình, nhưng lại bị một số con cháu dòng chính của gia tộc Vũ Văn điều khiển. Các người cũng thật là dốc hết sức để khiến tôi phải trắng tay. Dương Thanh hơi nheo mắt, một luồng sát khí như vật chất có thực phát ra từ người anh. Tối hôm qua ông bắt Châu Ngọc Thúy đi đúng không? Dương Thanh lại hỏi. Ngụy Tường không dám giấu giếm,
gật đầu lia lịa, là tôi bắt bà ta, nhưng tất cả những chuyện này đều do cậu Huy yêu cầu tôi làm. Cậu Thanh, cậu biết đó, cậu Huy là người kế thừa của gia tộc quyền quý ở tỉnh Lỵ. Tôi không dám không nghe theo lệnh của cậu ta. Cậu muốn trả thù thì cũng nên tìm nhà họ Mạnh, mọi chuyện không liên quan đến tôi. Bây giờ Ngụy Tường đã bị bại lộ, Châu Ngọc Thúy đã bị người của Mạnh Huy bắt đi rồi. Đương nhiên bây giờ gã phải đổ hết tội lỗi lên nhà họ Mạnh thôi. Gã không tin Dương Thanh dám đến nhà họ Mạnh đòi người. Nếu Châu Ngọc Thúy không còn ở trong tay ông, vậy giữ lại ông có ích gì? Dương Thanh bỗng híp mắt nói. Mưu ma trước quỷ. Nghe Dương Thanh nói, Ngụy Tường sợ hãi tột đỉnh, cơ thể run lẩy bẩy. Cậu không thể giết tôi. Bố tôi là Ngụy Thành Châu, chủ gia tộc họ Ngụy. Nếu cậu giết tôi, nhà họ Ngụy nhất định sẽ không buông tha cho cậu đâu. Ngụy Tường gào to lên. Gã thực sự sợ chết, nhưng lại không biết làm sao để có thể sống sót. Đối với gã, dường như chỉ có thân phận nhà họ Ngụy mới có thể cho gã thêm một ít cơ hội bảo toàn sinh mạng. Dương Thanh không định giết Ngụy Tường thật, cậu vừa rồi chẳng qua chỉ là muốn lấy một số thông tin hữu ích từ miệng Ngụy Tường thôi. Ông biết tôi ghét nhất điều gì không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Là cái gì? Ngụy Tường hỏi trong vô thức. Ngay khi gã ngu ngốc hỏi câu này thì Dương Thanh đột nhiên đá một phát. Bụp! Thân hình mập mạp hơn 100 cân của Ngụy Tường bay thẳng ra ngoài. May mắn là người Ngụy Tường nhiều thịt, bị va đập mạnh mà vẫn không ngất đi. Mặc dù không ngất đi, nhưng cơn đau dữ dội lại khiến gã kêu gào thảm thiết. Toàn bộ khu biệt thự đều vang vọng tiếng kêu đau đớn của Ngụy Tường. Hơn chục tên vệ sĩ nhưng không một ai dám lên tiếng ngăn cản, tất cả đều hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Thanh. Bọn họ là vệ sĩ của nhà họ Ngụy, cứ tưởng tài nghệ của mình thế là giỏi, nhưng bọn họ chưa hề gặp kẻ mạnh nào đáng sợ như Dương Thanh. Một người béo hơn 100 cân mà nằm trong tay anh giống như một quả bóng vậy, nói sách lên là sách, nói đá là đá. Đừng nói là bọn họ, cho dù toàn bộ vệ sĩ của nhà họ Ngụy hợp lại, e rằng cũng chưa hẳn là đối thủ của Dương Thanh nhỉ. Điều tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Dương Thanh trả lời câu hỏi mà anh vừa hỏi Ngụy Tường. Cậu Huy mà ông nói đó là ai? Tại sao lại bảo Châu Ngọc Thúy nói những lời đó? Tại sao lại bắt Châu Ngọc Thúy đi? Dương Thanh đi tới bên cạnh Ngụy Tường, nhìn xuống gã, lạnh lùng nói cho tôi tất cả những gì mà ông biết. Nếu câu trả lời khiến tôi không hài lòng, ông sẽ sớm cảm nhận được thế nào mới là địa ngục. Tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện. Lần này Ngụy Tường thực sự sợ rồi, nén cơn đau dữ dội, vội vàng nói ra mọi chuyện. Cậu Mạnh Huy là đời thứ ba có địa vị cao nhất trong nhà họ Mạnh. Nghe nói cậu ta có mối quan hệ rất tốt với Vũ Văn Bân của nhà họ Vũ Văn. Lần Livestream trước đó cũng là do tôi lên kế hoạch, nhưng đó cũng là do Mạnh Huy ép tôi làm. Cậu ta chỉ cho tôi 7 ngày để phá hủy chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải. Mạnh Huy là người đã nhắc nhở tôi có thể lợi dụng Châu Ngọc Thúy, sau đó tôi mới làm như vậy. Về phần tại sao Mạnh Huy lại muốn bắt Châu Ngọc Thúy đi, là vì cậu ta định giết bà ta. Cậu Thanh, tôi đã nói hết những gì mà tôi biết rồi, xin cậu nương tay cho, đừng giết tôi. Tôi thực sự bị ép, nếu tôi không làm như vậy, Mạnh Huy sẽ giết tôi. Tôi không còn cách nào cả. Ngụy Tường thật sự khóc rồi, nước mắt giàn giụa, thân thể mập mạp run lên. Châu Ngọc Thúy bị bắt đi khi nào? Bà ta bị bắt đi đâu? Dương Thanh vội hỏi. Sở dĩ anh đến tìm Ngụy Tường mà không có bằng chứng, là vì anh lo rằng Châu Ngọc Thúy bị giết. Bây giờ Ngụy Tường lại nói Mạnh Huy bắt Châu Ngọc Thúy đi là để giết bà ta. Nghĩ cũng biết Dương Thanh sốt ruột tới mức nào. Châu Ngọc Thúy đáng chết, nhưng lại không nên chết trong tay anh, bởi vì Tần Y và Tần Thanh Tâm sẽ rất buồn. Vì Châu Ngọc Thúy bị bắt đi trong lúc người của anh hộ tống bà ta về Châu Thành, nên anh phải là người giải cứu. Trước khi cậu tới đây khoảng chừng 20 phút, bà ta đã bị người của Mạnh Huy bắt đi, Ngụy Tường vội nói. Nghe vậy, Dương Thanh không còn chút do dự, xoay người bỏ đi. Nếu nhà họ Mạnh là tay sai của các người, vậy tôi sẽ loại bỏ cả nhà họ. Dương Thanh thực sự rất tức giận. Lần này quay lại, anh vốn dĩ chỉ muốn đích thân phát triển tập đoàn Nhạn Thanh, còn về ân oán với gia tộc Vũ Văn, anh tạm thời vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng bây giờ, một số người trong gia tộc Vũ Văn lại chủ động gây khó dễ cho anh. Nếu không phải anh vừa mới trở về, vẫn còn chưa ổn định,
lại còn lo những người xung quanh bị tổn thương, thì sao có thể nhẫn nhịn trước sự khiêu khích của một số người trong gia tộc Vũ Văn chứ? Tuy tạm thời không thể động đến gia tộc Vũ Văn nhưng nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ thì có thể diệt được. Ngụy Tường nhìn Dương Thanh vội vàng lái xe đi, vẻ mặt hớn hở như vừa được sống lại. Mẹ nó, đây có còn là con người không, gã lẩm bẩm. Tuy rằng toàn thân đau dữ dội, nhưng lúc này, gã lại không hề có ý định trả thù Dương Thanh. Đến cả mười mấy tên vệ sĩ mà nhà họ Ngụy sắp xếp cho gã cũng không thể làm gì được Dương Thanh, nhà họ Ngụy có thể đắc tội với loại người như này được sao? Không được, mình nhất định phải báo với gia tộc một tiếng, tuyệt đối đừng động đến Dương Thanh, nếu không, nhà họ Ngụy nhất định sẽ bị tiêu diệt. Ngụy Tường bỗng nghiêm túc nói. Gã được nhà họ Ngụy sắp xếp liên lạc với nhà họ Mạnh, cũng đủ cho thấy địa vị của gã trong nhà họ Ngụy. Có thể trở thành một trong những người nắm quyền của nhà họ Ngụy, gã không phải là một tên ngốc. Bố, có một chuyện con phải báo cáo với bố. Ngụy Tường gọi cho Ngụy Thành Châu, giọng nói rất nghiêm túc. Nói. Ngụy Thành Châu giọng đầy uy nghiêm. Lão ta là chủ gia tộc nhà họ Ngụy, lão ta luôn đối xử rất hà khắc với con cháu trong gia tộc. Bố, lúc nãy. Bằng. Ngụy Tường chưa kịp nói xong, bỗng một tiếng súng chói tai vang lên. Trước sự kinh ngạc của hơn 10 tên vệ sĩ, ấn đường của Ngụy Tường xuất hiện một lỗ máu lớn. Ngay sau đó, Ngụy Tường ngã nhào xuống đất, chết không nhắm mắt. Pằng pằng pằng. Ngay sau đó, tiếng súng dồn dập vang lên, hơn chục tên vệ sĩ của Ngụy Tường đều bị bắn chết không còn một ai. Tại nhà họ Ngụy ở Giang Hải, bên trong ngôi biệt thự, Ngụy Thành Châu, chủ gia tộc họ Ngụy, đang nghe Ngụy Tường báo cáo, nhưng khi Ngụy Tường vừa nói được nửa lời, bỗng có một tiếng súng vang lên, giọng nói của Ngụy Tường cũng hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, tiếng súng liên tiếp vang lên. Ngụy Tường. Ngụy Thành Châu nhận ra điều gì đó, sắc mặt chợt thay đổi hẳn, quát lên. Chỉ là Ngụy Tường đã bị giết, sao gã trả lời được chứ? Ngụy Thành Châu giận dữ đập điện thoại xuống đất, quát lên, lập tức phái người đi tìm Ngụy Tường. Vâng, thưa ông chủ. Lúc này Ngụy Thành Châu tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Lão ta biết rõ tiếng súng vừa rồi có nghĩa là gì. Chỉ là, cho dù là đã chết, lão ta vẫn phải nhìn thấy xác. Chẳng mấy chốc, một tên vệ sĩ người đầy bụi đất, khắp người đầy vết thương, đến tìm Ngụy Thành Châu. Sa lang, đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy vệ sĩ, Ngụy Thành Châu liền sửng sốt. Sa lang là một trong những vệ sĩ thuộc hàng đầu của nhà họ Ngụy, là vệ sĩ mà đích thân lão ta cử đến để bảo vệ Ngụy Tường an toàn. Bịch. Sa lang quỳ xuống dưới chân Ngụy Thành Châu một cách nặng nề, đau lòng nói, ông chủ, sa lang đã phụ lòng tin của ông rồi. Tôi đã không bảo vệ được xếp tường, bây giờ tới đây xin được chịu tội. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Thành Châu hét lên, hai mắt đỏ bừng. Xếp tường chết rồi. Sa lang lau nước mắt, vẻ mặt giận dữ nói, là một người thanh niên tên Dương Thanh đã bắn chết xếp Ngụy. Mẹ vợ đã chết. Nghe thấy tay sai nói con trai mình đã bị giết, sắc mặt Ngụy Thành Châu lập tức trở nên cực kỳ u ám. Tuy lão ta đã sớm dự đoán được kết quả này nhưng khi xác nhận tin dữ, lão ta vẫn cảm thấy thật khó lòng tiếp nhận. Dù đã chết, tao cũng phải nhìn thấy xác, Ngụy Thành Châu gầm lên, vẻ mặt dữ tợn. Sa lang vội nói, xếp Ngụy đang ở ngoài kia ạ. Ngụy Thành Châu loạng choạng đi theo Sa lang ra khỏi phòng, thấy một thi thể được đặt nằm ngay cửa. Quả đúng là Ngụy Tường, ngay giữa hai hàng mày gã là một lỗ máu ghê người. Tuy đã chết nhưng đôi mắt gã vẫn mở to trừng trừng. Thông báo cho mọi người, điều động tất cả các lực lượng có thể điều động của nhà họ Ngụy, mang thằng Dương Thanh về đây cho tao. Ngụy Thành Châu hít mạnh mấy hơi, đột ngột mở bừng mắt, ý muốn giết người gần như hóa thành thực thể bắn ra mãnh liệt, tao muốn bắt sống. Dám giết con trai của Ngụy Thành Châu này, tao muốn cho nó sống không bằng chết. Ngụy Thành Châu nghiến răng ken két nói những lời này, có thể hình dung lúc này lòng lão ta phẫn nộ cỡ nào. Ở Giang Hải này, nhà họ Ngụy chính là chúa tể. Tuy luôn bị xếp cùng hàng với ba gia tộc khác tạo thành nhóm bốn gia tộc lớn của Giang Hải nhưng lão ta tự tin cho rằng ba gia tộc kia không bên nào xứng là đối thủ của gia tộc lão. Ấy thế mà hôm nay, một gã thanh niên chưa đầy 30 lại dám giết con trai lão. Bố trí mọi việc nhà họ Ngụy đâu vào đấy rồi. Ngụy Thành Châu lại gọi một cuộc điện thoại, ông chủ Trang này,
nếu tôi nhớ không nhầm thì cháu cậu là Trang Tất Phàm cũng đã bị một gã thanh niên tên là Dương Thanh giết chết phải không? Ông chủ Ngụy có ý gì cứ nói thẳng đi, Trang Thánh lạnh nhạt nói. Lần trước, chủ gia tộc cũ của nhà họ Trang là Trang Kiến Thiết đã sơ sẩy thả cho tiền bưu chạy mất khi ông ta tìm tới tận cửa nhà họ Trang. Thế nên Mạnh Huy đã giết chết lão ta. Sau đó, con trai nhỏ tuổi nhất của Trang Kiến Thiết là Trang Thánh được Mạnh Huy chỉ định lên làm chủ gia tộc mới của gia tộc họ Trang. Khi Trang Kiến Thiết còn sống, Trang Thánh đã là người thừa kế của nhà họ Trang, bởi vậy có thể thấy tài trí của ông ta cũng không phải dạng tầm thường. Ngay vừa nãy, thằng Tường nhà tôi đã bị Dương Thanh giết chết. Tôi tính dốc toàn lực của gia tộc để đuổi giết Dương Thanh, đồng thời muốn nhờ nhà họ Trang góp sức, không biết ông chủ Trang có hứng thú tham gia không, Ngụy Thành Châu nói thẳng. Trang Thánh nghe vậy bèn vờ như kinh ngạc lắm, hỏi cái gì? Ngay cả sếp Ngụy Tường mà nó cũng dám giết, thằng danh này quả thực không biết trời cao đất dày là gì. Có điều, ông chủ Ngụy này, chuyện kia đã qua rất lâu rồi, hơn nữa, chúng tôi cũng không có chứng cứ xác thực để chứng minh Dương Thanh chính là người đã giết cháu tôi. Chuyện này còn chưa điều tra rõ, đợi khi nào điều tra xong xuôi, kết quả cho thấy Dương Thanh đúng là hung thủ thì nhà họ Trang chúng tôi chắc chắn sẽ không buông tha nó. Ngoài miệng nói thế, trong lòng Trang Thánh lại cười nhạt, muốn kéo nhà họ Trang chúng tôi vào cuộc cùng à, không dễ thế đâu. Trước đây, khi tiền bưu tới tận cửa, một mình đánh chết bao nhiêu cao thủ do nhà họ Mạnh phái tới ngay trước mắt vô số cao thủ nhà họ Trang. Một tay tiền bưu đã có thể khiến cho nhà họ Trang lao đao như thế rồi, ông ta không muốn nhảy vào vũng nước đục này. Hơn nữa, Trang Tất Phàm chỉ là cháu của ông ta, bố Trang Tất Phàm là Trang Mặc còn là đối thủ cạnh tranh với ông ta chẳng có lý do gì phải báo thù giúp đối thủ cạnh tranh. Nếu ông chủ Trang đã không có hứng thú với việc này thì thôi vậy. Ngụy Thành Châu nói xong liền cúp điện thoại, không dây dưa nhiều. Ngay sau đó, Ngụy Thành Châu lại gọi điện cho Tô Thành Vũ và Quan Chính Sơn. Nội dung cuộc gọi cũng như trên, đều là muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía nhà họ Tô và nhà họ Quan. Kết quả đương nhiên vẫn là bị từ chối. Xem ra, địa vị của nhà họ Ngụy chúng ta vẫn còn quá thấp. Ngụy Thành Châu nheo mắt, trong sâu thẳm con ngươi ẩn chứa những đốm lửa giận. Sở dĩ lão ta đích thân liên hệ với người đứng đầu của ba gia tộc lớn kia chỉ là muốn thông qua chuyện này để quan sát thái độ của bọn họ chứ không phải thực sự cần giúp đỡ. Đã thế, đợi khi nào xử lý xong thằng khốn Dương Thanh thì cũng nên tiện thể chỉnh đốn lại cục diện của Giang Hải này. Ngụy Thành Châu đứng chắp tay, hùng hồn nói. Khí thế của lão như rời non lấp biển, cuốn trôi tất cả. Là người đứng đầu của nhà họ Ngụy, đúng là lão ta có tư cách nói câu này. Cùng lúc đó, đang trên đường đến tỉnh Lỵ, Dương Thanh lần lượt nhận được điện thoại của Quan Chính Sơn và Tô Thành Vũ. Nội dung các cuộc gọi đều giống nhau, Ngụy Thành Châu tìm đến bọn họ, mục đích là muốn bắt tay đối phó với anh. Câu trả lời Dương Thanh dành cho bọn họ cũng chỉ là một câu, chuẩn bị sẵn sàng tấn công đánh sụp nhà họ Ngụy. Chỉ một câu đã khiến Quan Chính Sơn và Tô Thành Vũ đột nhiên thấy cực kỳ hưng phấn. Những năm gần đây, sản nghiệp của nhà họ Ngụy đã vươn tới các ngành nghề mũi nhọn, khiến cho vị thế của nhà họ Ngụy đã đè ép và vượt xa ba gia tộc còn lại. Nếu có một ngày nhà họ Ngụy sụp đổ thì đó cũng chính là ngày nhà họ Quan và nhà họ Tô chia đôi Giang Hải này. Khi xe của Dương Thanh sắp rời khỏi địa giới Giang Hải, bỗng một chiếc Mercedes-Benz lướt tới, chắn ngang đầu xe anh. Một gã thanh niên có mái tóc màu trắng bạc bước xuống xe. Trên ngón tay trái còn kẹp dao chữ T, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh hơi nhíu mày, anh cảm nhận được một loại hơi thở làm người ta cực kỳ khó chịu từ gã thanh niên tóc bạc này. Anh hoàn toàn có thể khẳng định, gã thanh niên trước mắt kia từng giết không ít người đâu. Mái tóc ngắn ngủn màu trắng bạc, thậm chí cả lông mi cũng màu trắng, khí thế hết sức đặc biệt. Cùng về nhà họ Ngụy với tao thì tao sẽ không làm mày bị thương. Gương mặt của thanh niên tóc bạc vô cảm, giọng điệu lạnh lẽo băng giá, thờ ơ như đang nói đến một chuyện đương nhiên. Cút! Dương Thanh quát một tiếng, khí thế trên người đột nhiên bùng nổ, quanh người như cuộn lên một cơn sóng dữ, cuồn cuộn cuốn về phía thanh niên tóc trắng kia. Những kẻ bị thiếu bạch tao để mắt tới không chết thì cũng bị thương. Tao chính là bất bại, mày sẽ phải trả một cái giá cực đắt cho sự cuồng vọng của bản thân. Thanh niên tự xưng là thiếu bạch không hề sợ hãi trước khí thế của Dương Thanh, trái lại, ý chí chiến đấu của gã càng thêm nồng đậm. Nếu thế thì để tao kết thúc huyền thoại bất bại của mày.
Dương Thanh nở nụ cười, khóe miệng thoáng nhếch lên, vẽ thành một đường cong nguy hiểm, nếu mày là bất bại, tao chính là ông tổ của bất bại. Tao đã thấy nhiều kẻ cuồng vọng, nhưng cuồng vọng cỡ như mày thì vẫn là lần đầu tiên thấy đấy. Thiếu Bạch không hề dao động, thờ ơ nói, tao sẽ cho mày biết, dám cuồng vọng trước mặt Thiếu Bạch tao sẽ phải trả một cái giá lớn cỡ nào. Lời vừa thốt ra, thân thể gã đã hóa thành một bóng trắng mờ, lao thẳng về phía Dương Thanh. Cùng lúc đó, nắm tay trái mang theo dao găm chữ T công kích trực diện với Dương Thanh. Dương Thanh vẫn đứng bất động tại chỗ, như thể không hề cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của đối phương. Tốc độ của Thiếu Bạch cực nhanh, hệt như một tia chớp trắng lóa, thoáng cái đã tới trước mặt Dương Thanh. Đi chết đi! Thiếu Bạch hung tợn tung một quyền trái đánh về phía cằm Dương Thanh. Lưỡi dao găm chữ T trên nắm tay trái lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo, có thể đoán được, nếu trúng quyền này, cằm của Dương Thanh sẽ bị xuyên thủng ngay lập tức. Bịch! Ngay trước khi lưỡi dao găm kia chạm tới cằm mình, Dương Thanh khuỵu gối xuống, vung chân đá thẳng vào bụng Thiếu Bạch. Một tiếng nện trầm đục vang lên, sắc mặt Thiếu Bạch đông cứng lại trong nháy mắt, ngay sau đó là vẻ đau đớn. Dầm, rắc rắc! Gã thanh niên Thiếu Bạch bay ngược ra sau như một quả bóng, nặng nề đập vào kính trước của chiếc xe Mercedes-Benz. Gã Thiếu Bạch mới giây trước còn huênh hoang cuồng vọng không ai bì nổi, tự tin tuyên bố mình là bất bại, giờ đã chết ngất ra rồi. Đúng lúc này, di động của Dương Thanh đột ngột reo vang, anh nheo mắt liếc nhìn về phía Thiếu Bạch một cái rồi nhận cuộc gọi. Xin chào, tôi là Mạnh Huy. Đầu bên kia vang lên một giọng nói rất trẻ tuổi. Dương Thanh đã rất quen thuộc với cái tên này, chỉ có điều, đến giờ anh vẫn chưa được gặp người thật. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng nghe tiếp. Tôi biết cậu muốn tới nhà họ Mạnh tìm tôi, vốn tôi cũng có dự tính chờ cậu đến tìm cái chết, nhưng suy đi tính lại, tôi thấy hay là thôi. Có nói gì thì trong người cậu cũng đang chảy dòng máu của gia tộc Vũ Văn. Nếu cậu chết trong tay tôi, dù cậu chỉ là thứ vô dụng bị gia tộc vứt bỏ thì cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ cho nhà họ Mạnh chúng tôi. Sau khi cân nhắc, cuối cùng tôi vẫn quyết định tặng không cho cậu một tin xấu. Mạnh Huy ngạo nghễ nói một tràng, đột nhiên lại dừng một chút, sau đó mới nói tiếp, Châu Ngọc Thúy mà cậu muốn tìm đã chết rồi. Nhất định phải chết. Dương Thanh, tôi biết chắc chắn hiện giờ cậu đang vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn giết tôi cũng tin rằng, cậu có thực lực làm được việc đó. Nhưng cậu đừng quên, tôi là cậu chủ của nhà họ Mạnh, xưng hô này chỉ mình tôi có tư cách sở hữu. Biết điều đó có ý nghĩa gì không? Đây là xưng hô tượng trưng cho thân phận. Điều đó có nghĩa là, mặc dù Mạnh Huy tôi đây chỉ là con cháu đời thứ ba của nhà họ Mạnh nhưng lại có tư cách cạnh tranh vị trí chủ nhà của gia tộc này cùng với các chú các bác đời thứ hai. Tôi, một người được cả nghìn ánh mắt chú ý, đồng thời là đối tượng được bảo vệ trọng điểm của gia tộc họ Mạnh, thì cậu có thể giết được sao? Giọng nói của Mạnh Huy tràn đầy kiêu ngạo, nhưng đúng như lời hắn nói. Dựa vào thân phận của hắn trong gia tộc họ Mạnh, hắn thực sự có tư cách kiêu ngạo như vậy. Khi nghe nói Châu Ngọc Thúy đã chết, sắc mặt Dương Thanh sa sầm xuống. Châu Ngọc Thúy luôn luôn chĩa mũi nhọn vào anh, luôn luôn mỉa mai anh, thậm chí còn muốn anh chết. Đối với Dương Thanh, người phụ nữ này có đối xử với mình thái quá cỡ nào thì cũng chẳng thành vấn đề, bởi bà ta không thể làm gì được mình. Nhưng thật không may làm sao, người phụ nữ này lại là mẹ ruột Tần Thanh Tâm. Chỉ dựa vào điểm này, Dương Thanh cũng sẽ khoan nhượng mọi điều mà Châu Ngọc Thúy gây ra. Mà hôm nay, Mạnh Huy lại nói, Châu Ngọc Thúy chết rồi. Anh biết ăn nói với Tần Thanh Tâm thế nào đây? Biết ăn nói với Tiêu Tiêu ra sao? Thoạt nhìn Dương Thanh vẫn rất bình thản, nhưng ý muốn giết người đang bùng nổ khủng khiếp cỡ nào trong lòng mình, chỉ có anh mới hiểu rõ. Miếng gạch lát đường bị Dương Thanh dẫm lên vừa vỡ nát trong nháy mắt. Có thể hình dung ra lúc này anh đang giận dữ cỡ nào. Anh nói là, bà ta chết rồi. Dương Thanh cất giọng trầm thấp hỏi Mạnh Huy, chứ chẳng lẽ tôi nói dối cậu, một ả đàn bà không biết điều, tôi giữ bà ta lại làm gì. Cậu hẳn nên biết rằng, đối với tôi, người đàn bà này chỉ còn có một tác dụng cuối cùng. Mạnh Huy nói bằng giọng điệu hài hước, hắn ngừng một chút rồi tiếp tục, lấy cái chết của bà ta để đổi lấy sự diệt vong của chi nhánh tập đoàn Nhãn Thanh ở Giang Hải. Sau khi Ngụy Tường làm ra clip livestream của Châu Ngọc Thúy, giá trị thị trường của toàn bộ tập đoàn Nhãn Thanh đều bị ảnh hưởng nặng nề. Ban đầu, việc này khiến Mạnh Huy cực kỳ phẫn nộ, nhưng sau đó, Vũ Văn Bân đã đích thân liên hệ với hắn,
không chỉ không trách tội mà còn khen hắn nữa. Chính vì thế, hắn mới có can đảm làm tiếp. Xác bà ta đâu? Dương Thanh trầm giọng hỏi. Lời vừa thốt ra, bốn phía lập tức nổi gió, hàng cây ven đường đung đưa nghiêng ngả, lá vàng rơi rụng tán loạn trong không trung. Xác hả, cậu nghĩ thử tôi giữ xác của một người đàn bà không còn chút giá trị lợi dụng nào để làm gì? Mạnh Huy điên cuồng cười lớn, có lẽ đem đi cho chó ăn nhỉ? Chó của tôi thích ăn thịt người lắm đấy. Một luồng ý niệm muốn giết người trên người Dương Thanh đột nhiên bùng nổ, gió rít càng thêm mạnh, lá rụng ào ào. Toàn bộ không gian xung quanh đều đã bị một áp lực vô hình cực lớn đè nặng lên. Thế thôi, tôi gọi cho cậu chỉ để cứu cái mạng quèn của cậu thôi. Nhà họ Mạnh của tôi không phải nơi chó dại mèo hoang gì cũng có thể xâm nhập vào đâu, nhỡ đâu chẳng may mất mạng thì không được hay lắm. Mạnh Huy cười cười rồi nói tiếp, cũng có lẽ tôi đã nghĩ hơi nhiều rồi, dù sao thì một gia tộc họ Ngụy cũng đã đủ cho cậu một trận rồi. Nói xong, hắn cúp điện thoại luôn. Nghe âm thanh báo bận từ đầu bên kia truyền tới, nỗi tức giận nghẹn trong cổ họng Dương Thanh, lòng nặng nề vô cùng. Anh không hề nghi ngờ Mạnh Huy nói dối mình. Đối với hắn ta, một quân cờ đã hết giá trị lợi dụng như Châu Ngọc Thúy thì giữ lại có ích lợi gì chứ? Đúng lúc này, bỗng có tiếng động cơ gầm rú khắp nơi, một loạt xe phóng vút tới, nháy mắt đã vây Dương Thanh vào giữa. Hơn chục cao thủ từ trên xe bước xuống, ai nấy đều lăm lăm vũ khí trong tay. Hiển nhiên là đến để lấy mạng Dương Thanh. Danh con, đi theo bọn tao một chuyến thì may ra còn có thể sống. Tên cao thủ dẫn đầu bước lên trước, hờ hững nhìn Dương Thanh rồi nói. Ánh mắt hắn ta hệt như đang nhìn một người chết. Cũng phải thôi, theo suy nghĩ của bọn họ, Dương Thanh đã giết Ngụy Tường, dĩ nhiên đã không còn đường sống. Cho bọn mày 10 giây, hoặc là chết, hoặc là cút. Tâm trạng Dương Thanh đang hết sức tồi tệ. Anh đang muốn bùng nổ ngay tại đây. Ông chủ nói, chỉ cần không giết chết, còn lại sao cũng được, các anh em, lên đi, đánh phế tay chân nó trước. Gã cao thủ dẫn đầu vung tay lên, hơn chục cao thủ của nhà họ Ngụy đồng loạt lao về phía Dương Thanh. Dương Thanh vẫn hết sức bình thản, nhìn đám người đang hùng hổ xông về phía mình, dường như chẳng cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Sau đó, anh đột nhiên nhấc chân, hệt như đang dạo bước giữa sân vắng. Chủ động tiến về phía đám cao thủ kia. Mẹ kiếp, làm thịt nó đờ. Gã cao thủ thứ nhất lao về phía Dương Thanh, ra tay không chút lưu tình, bổ một đao về phía cánh tay anh. Thịch. Dương Thanh tung ra một quyền, ngay sau đó là một âm thanh gãy xương vang lên, ngực gã kia lập tức lõm vào, miệng hộc máu tươi, thân thể bắn ngược ra phía sau như một quả bóng bị đánh bay. Gã kia bay ra ngoài, mang theo lực đâm cực mạnh đã đánh bay vài gã cao thủ phía sau mình. Thịch thịch thịch, Dương Thanh vẫn duy trì tốc độ đó, mỗi một bước chân vung một quyền, vừa nhấc chân là một bóng người bay ngược ra sau. Chưa đến 10 giây ngắn ngủi, đám người kia đã nằm la liệt khắp nơi. Hơi thở của Dương Thanh vẫn đều đặn như cũ, tựa như anh vừa lướt qua một đám người xa lạ trên đường chứ không phải vừa đối mặt với hơn chục gã cao thủ muốn tấn công mình. Dẫu sao anh cũng từng là chiến thần bất bại trấn thủ biên giới phía bắc của Chiêu Châu vĩ đại. Thực lực vốn đứng ở tầm đỉnh cao nhất của cả nước Chiêu Châu. Cao thủ của nhà họ Ngụy là cái thá gì đâu. Kể cả là cao thủ hàng đầu của Chiêu Châu thì cũng có được mấy người xứng là đối thủ của anh. Đối với Dương Thanh, so chiêu cùng đám cao thủ của nhà họ Ngụy này quả thật chẳng khác nào người lớn đấu với trẻ con. Nếu không phải ban nãy anh đã thua bất lực, chỉ e cả đám kia đều đã chết sạch không còn một mống. Cút về nói cho Ngụy Thành Châu. Chờ tao qua nhà họ Mạnh giải quyết xong xuôi rồi sẽ tới nhà họ Ngụy xử lý. Dương Thanh đưa mắt đảo qua đám người kia một vòng, lạnh lẽo nói. Lời vừa dứt, anh quay đầu lên xe, lúc này đã không còn bất kỳ cản trở nào, chiếc xe lăn bánh thẳng hướng về phía tỉnh lỵ. Dù Châu Ngọc Thúy đã thực sự chết rồi, Dương Thanh cũng phải đưa di thể bà ta về. Thi thể không còn, anh cũng phải thu gom hài cốt mang về. Gia tộc họ Mạnh nhất định phải trả một giá đắt cho việc này. Cùng lúc đó, ở tỉnh Lỵ, trong một khu nhà cao cấp thuộc gia tộc họ Mạnh, một người chừng 30 tuổi đang ngồi trên sofa ra, tay bưng một ly rượu ngoại, nhẹ nhàng lắc chiếc ly. Hắn chính là nhân vật xuất sắc nhất của thế hệ thứ ba nhà họ Mạnh. Ngồi đối diện với hắn ta là một người trẻ tuổi hơn, sau lưng còn có một gã đàn ông cao to lực lưỡng, mặt mũi như người phương Tây, toàn thân cuồn cuộn cơ bắp. Anh đoán xem liệu cậu ta có đến không?
Gã thanh niên kia nhìn về phía Mạnh Huy, sắc mặt hết sức nghiêm trọng, hỏi. Nếu Dương Thanh có mặt ở đây, anh nhất định sẽ nhận ra, gã thanh niên này chính là Mạnh Xuyên, kẻ từng có xích mích với anh ở nhà đấu giá Mạnh Ký. Chỉ có điều, trong nhà họ Mạnh này, địa vị của Mạnh Xuyên vẫn thua xa một góc của Mạnh Huy. Mạnh Huy nhếch mép cười khẩy, căn cứ theo tin tình báo mà anh có được thì người này vừa cuồng vọng lại vừa kiêu ngạo, anh nói đã giết mẹ vợ cậu ta thì nhất định cậu ta sẽ đến. Mạnh Xuyên liếc nhìn gã đàn ông lực lưỡng sau lưng Mạnh Huy, thoáng lo âu nói, anh, chỉ có một mình sâu lâu thì liệu có thể giết được Dương Thanh không ạ? Trước đây, lúc ở nhà đấu giá Mạnh Ký, cậu ta chỉ vứt một cây bút mà đã giết chết Trang Tất Phàm đứng cách đó cả mấy chục mét rồi. Thân thủ của cậu ta cực kỳ đáng sợ, chưa biết chừng còn mạnh hơn cả gã tiền bưu bên cạnh cậu ta cũng nên. Mạnh Huy cười cười, nhìn về phía gã đàn ông lực lưỡng kia, sâu lâu, anh thể hiện chút đi. Sắc mặt gã sâu lâu kia trở nên âm u lạnh lẽo, giẫm mạnh một chân xuống sàn. Ầm, một tiếng động cực lớn vang lên. Miếng đá cẩm thạch lót sàn nhà nơi gã vừa dẫm xuống lập tức vỡ nát. Nhưng đây chưa phải là trọng điểm, mà trọng điểm là chỗ sàn lõm xuống kia hiện ra hình vết chân. Cậu Xuyên cứ yên tâm, có tôi ở đây thì dù là 10 gã Dương Thanh, tôi cũng có thể dễ dàng đánh chết. Sâu lâu ngạo nghễ nói. Ha ha, tốt lắm. Mạnh Xuyên lập tức cười lớn, có sâu lâu ở đây, chuyến này thằng Oát Dương Thanh nhất định phải chết. Thời khắc diệt vong. Lần trước, ở nhà đấu giá Mạnh Ký, chuyện Dương Thanh tiện tay ném cây bút đi, giết chết Trang Tất Phàm trong chớp mắt đã khiến Mạnh Xuyên bị ám ảnh nặng nề. Chẳng qua anh ta chưa tìm được cao thủ có thể đối phó với Dương Thanh mà thôi, bằng không anh ta đã giết Dương Thanh từ lâu rồi. Bây giờ khi thấy bên cạnh Mạnh Huy có cao thủ lợi hại như thế, anh ta không khỏi tươi cười. Anh, em biết sự lợi hại của sâu lâu. Nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị chút gì đó để đề phòng những chuyện bất ngờ xảy ra chứ. Tuy Mạnh Xuyên đã được thấy sự lợi hại của sâu lâu, nhưng anh ta cũng biết về sức mạnh của Dương Thanh nên vẫn hơi lo lắng. Mạnh Xuyên, chú thế là không giống người nhà họ Mạnh chúng ta rồi. Mạnh Huy ngạo nghễ nhìn Mạnh Xuyên, cho dù có ba đầu sáu tay, Dương Thanh dám xông vào nhà họ Mạnh chúng ta chắc. Cho dù cậu ta dám vào thật, chú tưởng cậu ta có cơ hội xuất hiện trước mặt anh ư. Mà ngay cả khi cậu ta đến đây thì chúng ta vẫn còn sâu lâu, sợ gì nào. Nhà họ Mạnh chúng ta có tường đồng vách sắt, nếu để cậu ta vượt qua dễ dàng thế thì chẳng phải mọi thứ trong nhà này chỉ là để trang trí thôi sao. Nghe Mạnh Huy nói thế, Mạnh Xuyên cũng bớt lo hơn, vội nói anh, là do em thiển cận, quá đề cao tên đó rồi. Giờ mới giống em trai của Mạnh Huy này chứ. Mạnh Huy cười cười, bỗng hỏi, chuyện anh bảo chú làm đến đâu rồi. Mạnh Xuyên nói, anh cứ yên tâm, đã lo liệu xong hết rồi. Em đã bảo các phương tiện truyền thông đưa tin về việc Châu Ngọc Thúy bị giết, không chừng bây giờ đã lên top tìm kiếm rồi đấy. Sau hôm nay, tập đoàn Nhạn Thanh sẽ bị xóa sổ khỏi Giang Hải. Mạnh Huy nhếch môi, nở nụ cười hiểm độc. Anh, nếu chúng ta giết Dương Thanh thật, gia tộc Vũ Văn sẽ không làm gì chúng ta chứ? Dù sao tên đó cũng là con rơi của gia tộc Vũ Văn, Mạnh Xuyên nói. Cứ yên tâm, cậu chủ Bân đã hứa với anh, nếu nhà họ Mạnh giết được Dương Thanh thì cứ thẳng tay mà làm. Mạnh Huy cười nói, ở gia tộc Vũ Văn, cậu chủ Bân có địa vị ngang với anh ở nhà họ Mạnh, không chừng chẳng mấy nữa, cậu chủ Bân sẽ được thừa kế gia tộc Vũ Văn. Tới khi đó, địa vị của nhà họ Mạnh chúng ta cũng cao hơn một bậc rồi. Trong mắt Mạnh Xuyên tràn ngập sự chờ mong, dù sao nếu nhà họ Mạnh mạnh lên thì địa vị của loại cậu ấm ăn chơi như anh ta cũng sẽ cao hơn trước. Trong lúc hai anh em nhà họ Mạnh đang lên kế hoạch cho tương lai, một tin tức nhanh chóng được đưa lên đầu các trang web. Châu Ngọc Thúy đã chết, Dương Thanh nợ chúng ta một lời giải thích. Buổi sáng Livestream, buổi chiều chết mất xác, rốt cuộc sự thật là gì? Tổng phụ trách chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh giết mẹ vợ để cướp của. Tin Châu Ngọc Thúy chết xuất hiện trên hầu hết các phương tiện truyền thông. Thậm chí tên của Châu Ngọc Thúy và Dương Thanh còn xuất hiện trên một số tiêu đề. Dù sao buổi Livestream của Châu Ngọc Thúy cũng vừa mới hot sáng nay, được các tờ báo lớn đưa tin. Video Livestream vẫn chưa hết hot, tên của Châu Ngọc Thúy và Dương Thanh đã bị đông đảo cư dân mạng biết được. Không ngờ Châu Ngọc Thúy lại chết. Khi Livestream sáng nay, bà ta còn nói với con gái rằng có lẽ mình sẽ bị Dương Thanh giết hại. Đúng là không thể tin nổi,
không ngờ một tên ở rể lại độc ác đến thế. Anh ta còn là tổng phụ trách chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh Cơ đấy, rốt cuộc loại cầm thú này trở thành tổng phụ trách kiểu gì vậy? Vô số bình luận chửi rủa của cư dân mạng xuất hiện bên dưới các tin tức có liên quan tới Châu Ngọc Thúy. Trong lúc nhất thời, tập đoàn Nhạn Thanh chịu ảnh hưởng nặng nề, buổi live stream của Châu Ngọc Thúy sáng nay đã khiến giá trị của tập đoàn giảm mạnh. Bây giờ mới được nửa ngày, tin Châu Ngọc Thúy chết lại chiếm cứ trang nhất của các tờ báo lớn. Đối với tập đoàn Nhạn Thanh, đây đúng là đã nghèo còn mắc cái eo. Nhất là chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh, phải chịu áp lực nặng nề. Rất nhiều dân mạng chạy đến cửa chi nhánh Giang Hải theo lối tự phát, yêu cầu Dương Thanh cút ra đây. Tần Y vốn đã rối hết cả lên vì những phiền phức mà công ty gặp phải, khi hay tin Châu Ngọc Thúy chết, cô ta sợ ngây người. Không thể nào, không thể nào, mẹ sẽ không chết, Dương Thanh đã đồng ý với mình là sẽ đưa mẹ mình về an toàn cơ mà. Hồn vía Tần Y như bay đâu mất, mặt cô ta đầm đìa nước mắt. Y Y, cậu đừng như vậy. Trước khi sự thật sáng tỏ, mọi thứ chỉ là lời đồn. Rõ ràng có người đang âm thầm thao túng những chuyện này để lật đổ tập đoàn Nhạn Thanh, nếu cậu ngã xuống vào lúc này thì tập đoàn Nhạn Thanh sẽ thực sự xong đời mất. Bạn thân của Tần Y Tôn Điềm ôm chặt lấy cô ta, nói với đôi mắt đỏ hoe. Sau khi ủy quyền cho Tần Y, Dương Thanh đã chủ động đề nghị để Tôn Điềm làm thư ký của cô ta. Bây giờ Tôn Điềm đã sớm không còn là người mới vào làm việc nữa. Hiểu rất rõ những gì mà tập đoàn Nhạn Thanh gặp phải. Đúng, cậu nói không sai, đây chỉ là lời đồn, nếu mẹ mất thật rồi, chắc chắn Dương Thanh sẽ nói thật cho mình biết. Nghe Tôn Điềm nói thế, Tần Y lau nước mắt, kiên định nói, bây giờ mình phải dốc sức bảo vệ công ty, không thể làm trò cười cho đám người muốn tập đoàn Nhạn Thanh sụp đổ kia được. Đây mới là cô bạn thân luôn tự tin của mình chứ. Cố lên, mình sẽ ở bên cậu. Giúp công ty vượt qua khó khăn này, Tôn Điềm nắm lấy tay Tần Y, nghiêm túc nói. Tần Y lập tức vào trạng thái làm việc, hạ lệnh luôn, gọi tất cả cấp cao trong công ty đến phòng họp lớn cho mình. Vâng, sếp Tần. Trong lúc tập đoàn Nhạn Thanh đang gặp phải nguy cơ lớn lao, Tần Thanh Tâm ở bệnh viện cũng đọc được tin Châu Ngọc Thúy đã chết trên báo. Khi thấy những tin tức này, cô như gặp sét đánh ngang tai, mặt đầm đìa nước mắt, mẹ mất rồi ư. Mẹ. Đều do con hại mẹ. Nếu con không đuổi mẹ đi, sao mẹ lại gặp phải những chuyện này chứ? Mẹ, con xin lỗi, con đã hại mẹ mất rồi. Tần Thanh Tâm như sụp đổ, ghé vào giường bệnh của Tần Đại Dũng, khóc lóc thảm thiết. Lúc này, trong lòng cô tràn ngập sự tự trách và tuyệt vọng. Tuy trên mạng toàn tin Dương Thanh đã giết Châu Ngọc Thúy nhưng cô không hề tin. Cô đã tận mắt thấy người của Dương Thanh đưa Châu Ngọc Thúy đi. Cô cũng đã tận mắt thấy Châu Ngọc Thúy chỉ trích Dương Thanh đánh mình trong buổi live stream. Nhưng cô biết rõ Dương Thanh là người thế nào. Trước đó cô gọi cho Dương Thanh, chất vấn anh rằng Châu Ngọc Thúy đang ở đâu cũng chỉ vì nhất thời xúc động mà thôi. Còn sau đó thì cô nhanh chóng nghĩ thông, nếu Dương Thanh thật sự muốn ra tay với Châu Ngọc Thúy, sao phải nhẫn nhịn tới bây giờ chứ? Cho dù muốn khiến Châu Ngọc Thúy bốc hơi khỏi cõi đời này thì anh cũng làm được. Theo Tần Thanh Tâm thấy, rõ ràng có người đã bắt cóc Châu Ngọc Thúy rồi đe dọa để bà ta nói thế. Lúc này, Tần Thanh Tâm thấy rất tự trách và áy náy. Cô không chú ý đến việc ngón tay của Tần Đại Dũng đang nằm im bỗng giật nhẹ mấy lần, nhưng nhanh chóng không còn động tĩnh gì nữa. Tỉnh lỵ, nhà họ Mạnh. Chiếc phan tần màu đen chậm rãi dừng trước một trang viên to lớn. Dương Thanh chậm rãi bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn tấm biển màu vàng treo ở cổng chính trang viên. Trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng. Rầm. Anh búng tay, một tiếng động rất lớn vang lên, tấm biển màu vàng đó lập tức rơi xuống đất. Ba chữ nhà họ Mạnh gãy ngang. Từ hôm nay trở đi, tỉnh lỵ không còn nhà họ Mạnh nữa. Dương Thanh lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, khí thế mạnh mẽ trên người anh bùng nổ. Anh lập tức bước vào trang viên. Con rơi mà thôi. Cùng lúc đó, Giang Hải, nhà họ Tô. Bố. Dương Thanh đến nhà họ Mạnh một mình, chẳng lẽ chúng ta không giúp anh ấy ạ? Tô San nói với vẻ lo âu. Vừa nãy khi Tô Thành Vũ gọi điện thoại, Tô San tình cờ nghe được nội dung cuộc trò chuyện nên mới biết việc Dương Thanh đến nhà họ Mạnh một mình. Tô Thành Vũ nói với vẻ nặng nề, con nên biết rõ nhà họ Mạnh là gia tộc quyền thế bậc nhất tỉnh lỵ, nhà họ Tô vốn không phải đối thủ của họ,
nếu chúng ta nhúng tay vào thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Hậu quả? Tô San cười mỉa mai, mắt đỏ hoe, chẳng lẽ trong mắt bố chỉ có lợi ích của nhà họ Tô thôi ư? Chẳng phải bố đã nói trong người Dương Thanh có dòng máu của gia tộc Vũ Văn, còn chủ động làm thân với anh ấy, giờ anh ấy gặp phiền phức, bố lại khoanh tay đứng nhìn à? Tô San rất tức giận. Sau khi biết chuyện cô ta quen Dương Thanh, hơn nữa còn được Dương Thanh cứu nhiều lần, Tô Thành Vũ đã ra sức dục cô ta chủ động làm thân với anh. Cô ta vốn rất vui, cứ tưởng mình có thể nhân cơ hội này để thân thiết với Dương Thanh hơn một chút. Nhưng hôm nay, khi biết Dương Thanh đối đầu với nhà họ Mạnh, Tô Thành Vũ lại chọn khoanh tay đứng nhìn, chuyện này khiến Tô San rất hổ thẹn. Im ngay! Tô Thành Vũ tức giận quát, còn biết người vừa gọi cho bố là ai không hả? Là gia tộc Vũ Văn, một trong 8 nhà quyền thế nhất Yến Đô, họ cảnh cáo bố không được nhúng tay vào chuyện giữa Dương Thanh và nhà họ Mạnh. Nhà họ Tô chưa phải đối thủ của nhà họ Ngụy, thua xa những nhà giàu có ở tỉnh Lỵ, càng chẳng là cái thá gì nếu đứng trước 8 gia tộc quyền thế nhất Yến Đô. Con nói đi, ngay cả gia tộc Vũ Văn cũng cảnh cáo nhà họ Tô, con bảo bố phải làm sao bây giờ? Nếu con là chủ gia tộc họ Tô, con sẽ chọn thế nào hả? Tô Thành Vũ tức giận quát. Không phải ông ta không biết thân phận của Dương Thanh, hơn nữa đúng là Hàn Thiên Thành quản gia của gia tộc Vũ Văn từng dặn ông ta phải lặng lẽ giúp đỡ anh. Nhưng vừa mới đây, một người có địa vị cao hơn Hàn Thiên Thành ở gia tộc Vũ Văn đã đích thân gọi cho ông ta thực sự không còn lựa chọn nào khác. Tô San nghe thấy thế thì đờ đẫn, ngay cả gia tộc Vũ Văn cũng định vứt bỏ Dương Thanh ư. Ngay sau khi Tô Thành Vũ nhận được điện thoại từ gia tộc Vũ Văn, nhà họ Quan ở Giang Hải cũng nhận được cuộc gọi của gia tộc này. Sau khi cúp máy, Quan Chính Sơn có vẻ nghiêm nghị. Ông nội, đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Quan Tuyết Tùng hỏi, lâu lắm rồi anh ta không thấy Quan Chính Sơn rầu rĩ như thế. Tuyết Tùng, ông hỏi cháu, nếu có một ngày, một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô muốn giao hảo với chúng ta, nhưng lại yêu cầu chúng ta phải đối đầu với Dương Thanh, cháu sẽ chọn thế nào? Quan Chính Sơn bỗng hỏi. Quan Tuyết Tùng nghe thấy thế, sắc mặt bỗng hơi tái. Anh ta nghĩ ngợi chứ không đáp ngay. Vào giờ phút này, rất nhiều cảnh tượng bỗng xuất hiện trong đầu anh ta. Trong buổi tiệc mừng thọ Quan Chính Sơn, Dương Thanh đã xuất hiện một mình, chà đạp đứa con cưng của nhà họ Quan cũng chính là anh ta dưới chân. Thậm chí ngay cả em trai anh ta Quan Tuyết Phong cũng chết dưới tay Dương Thanh. Sau đó, hơn 100 người được trang bị đầy đủ súng ống bỗng xuất hiện. Nhốt hết người nhà họ Quan lại. Anh ta cứ tưởng nhà họ Quan xong đời rồi, nhưng đúng lúc này, Dương Thanh lại xuất hiện, tha cho nhà họ Quan. Dương Thanh chỉ có một yêu cầu, đó là nhà họ Quan phải trung thành với anh, không được phép phản bội, bằng không, chỉ có đường chết. Nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt Quan Tuyết Tùng bỗng trở nên kiên định, không còn do dự nữa, trầm giọng nói, cháu chọn cậu Thanh. Tại sao? Quan Chính Sơn hỏi, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nhà họ Quan từng bị tiêu diệt một lần, nếu có thêm lần hai thì vĩnh viễn không thể đứng dậy nữa. Nếu cậu Thanh qua được kiếp nạn này, sau này nhà họ Quan sẽ càng thêm vẻ vang nhờ cậu Thanh. Quan Tuyết Tùng nghiêm túc nói. Tốt lắm, không hổ là con trai nhà họ Quan chúng ta, trung nghĩa chân thành. Quan Chính Sơn cười lớn, nếu đã vậy, ông và cháu hãy đích thân dẫn các cao thủ mạnh nhất nhà họ Quan đến tỉnh Lỵ để giúp cậu Thanh một tay. Sau khi quay về, cháu sẽ trở thành chủ gia tộc họ Quan này. Nghe thấy thế, trên mặt Quan Tuyết Tùng tràn ngập sự kích động. Anh ta đã được xác lập là người thừa kế từ lâu, bây giờ Quan Chính Sơn lại nói sẽ thoái vị, nhường chức cho anh ta sau khi quay về. Vâng, chủ gia tộc. Mắt Quan Tuyết Tùng đỏ ngầu, đáp lớn rồi quay người rời đi đầy dứt khoát. Quan Chính Sơn nhìn bóng lưng cháu trai mình, trên mặt tràn ngập vẻ tự hào. Ông ta đã 70 tuổi nhưng vẫn giữ chức chủ gia tộc, không phải vì ông ta ham vị trí này, mà vì không có một đứa con nào khiến ông ta hài lòng. Nhưng trong đám cháu lại có người như Quan Tuyết Tùng, đây là may mắn của nhà họ Quan. Chẳng riêng gì nhà họ Tô và nhà họ Quan, còn có Vương Cường ở Tòa Thành Vương Giả và nhà họ Trần ở Châu Thành cũng nhận được cuộc gọi từ gia tộc Vũ Văn. Trừ nhà họ Tô ra, các thế lực khác đều chọn Dương Thanh. Họ cũng biết về sự mạnh mẽ của gia tộc Vũ Văn, nhưng Dương Thanh đã cho họ tất cả. Trong lúc nhất thời, vô số chiếc xe xịn xuất phát từ Giang Hải và Châu Thành, tiến về phía tỉnh Lỵ. Cũng vào lúc này, Dương Thanh đã trẻ đôi tấm biển chữ vàng của nhà họ Mạnh,
bước vào đó với khí thế mạnh mẽ. Mày là ai, dám tự tiện xông vào nhà họ Mạnh à? Đúng là điếc không sợ súng, dám đập gãy tấm biển ở cổng nhà họ Mạnh, chán sống rồi. Các anh em xông lên, lôi hắn đi gặp chủ gia tộc để nhận thưởng. Thấy Dương Thanh đập gãy biển tên, hơn nữa còn dám xông vào nhà họ Mạnh, mấy vệ sĩ ở cổng lập tức giận dữ, cả 10 người cùng lao về phía Dương Thanh. Dương Thanh lạnh lùng bước đi, như xông vào trốn không người. Rầm rầm rầm. Những kẻ lao về phía anh còn chưa kịp chạm vào người anh thì đã bay ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Họ là vệ sĩ của nhà họ Mạnh, kiến thức sâu rộng, có kiểu cao thủ nào mà họ chưa gặp chứ? Nhưng bây giờ, 10 vệ sĩ đều không biết mình đã bị đánh bay như thế nào. Hôm nay tôi đến đây chỉ vì Mạnh Huy, những người không liên quan có thể ra ngoài. Dương Thanh đứng chắp tay sau lưng, hét lớn vào trong nhà họ Mạnh. Giọng anh như đợt thủy triều khổng lồ, tràn vào từng ngóc ngách trong nhà họ Mạnh. Trong nhà chính của nhà họ Mạnh, chủ gia tộc Mạnh Hồng Nghiệp đang lạnh lùng ngồi trên ghế bành, sắc mặt vô cùng u ám. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão ta nhìn về phía Mạnh Huy, chất vấn. Mạnh Huy mỉm cười, ông nội, cậu ta chính là đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn mà cháu đã kể với ông trước đó. Không ngờ tên này lại cả gan làm bừa, dám đến tận nhà họ Mạnh. Nhưng ông cứ yên tâm, cháu đã sắp xếp xong hết rồi, nếu cậu ta dám đến thì cứ ở lại nhà họ Mạnh vĩnh viễn đi. Mạnh Hồng Nghiệp nhíu mày, cháu muốn cậu ta chết à? Cậu chủ Bân nói rồi, nếu có thể giết Dương Thanh thì cứ ra tay, đến khi đó, cậu chủ Bân sẽ giúp chúng ta xử lý, Mạnh Huy tự tin nói. Nếu vậy thì giao tên nhóc đó cho cháu, đừng gây thêm rắc rối đấy. Dù sao cậu ta cũng có dòng máu của gia tộc Vũ Văn, nếu không giết ngay được trong lần này thì sẽ tạo thành phiền phức không nhỏ với nhà họ Mạnh, Mạnh Hồng Nghiệp lạnh lùng nói. Vâng, ông cứ yên tâm, cháu sẽ không khiến ông thất vọng đâu. Mạnh Huy nói rồi đi ra ngoài. Gan to bằng trời. Cùng lúc đó, Giang Hải, nhà họ Tô. Bố, Dương Thanh đến nhà họ Mạnh một mình, chẳng lẽ chúng ta không giúp anh ấy ạ? Tô San nói với vẻ lo âu. Vừa nãy khi Tô Thành Vũ gọi điện thoại, Tô San tình cờ nghe được nội dung cuộc trò chuyện nên mới biết việc Dương Thanh đến nhà họ Mạnh một mình. Tô Thành Vũ nói với vẻ nặng nề, con nên biết rõ nhà họ Mạnh là gia tộc quyền thế bậc nhất tỉnh Lỵ, nhà họ Tô vốn không phải đối thủ của họ, nếu chúng ta nhúng tay vào thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Hậu quả? Tô San cười mỉa mai, mắt đỏ hoe, chẳng lẽ trong mắt bố chỉ có lợi ích của nhà họ Tô thôi ư? Chẳng phải bố đã nói trong người Dương Thanh có dòng máu của gia tộc Vũ Văn, còn chủ động làm thân với anh ấy, giờ anh ấy gặp phiền phức, bố lại khoanh tay đứng nhìn à? Tô San rất tức giận. Sau khi biết chuyện cô ta quen Dương Thanh, hơn nữa còn được Dương Thanh cứu nhiều lần, Tô Thành Vũ đã ra sức dục cô ta chủ động làm thân với anh. Cô ta vốn rất vui, cứ tưởng mình có thể nhân cơ hội này để thân thiết với Dương Thanh hơn một chút. Nhưng hôm nay, khi biết Dương Thanh đối đầu với nhà họ Mạnh, Tô Thành Vũ lại chọn khoanh tay đứng nhìn, chuyện này khiến Tô San rất hổ thẹn. Im ngay! Tô Thành Vũ tức giận quát, con biết người vừa gọi cho bố là ai không hả? Là gia tộc Vũ Văn một trong 8 nhà quyền thế nhất Yến Đô, họ cảnh cáo bố không được nhúng tay vào chuyện giữa Dương Thanh và nhà họ Mạnh. Nhà họ Tô chưa phải đối thủ của nhà họ Ngụy, thua xa những nhà giàu có ở tỉnh Lỵ. Càng chẳng là cái thá gì nếu đứng trước 8 gia tộc quyền thế nhất Yến Đô. Con nói đi, ngay cả gia tộc Vũ Văn cũng cảnh cáo nhà họ Tô, con bảo bố phải làm sao bây giờ? Nếu con là chủ gia tộc họ Tô, con sẽ chọn thế nào hả? Tô Thành Vũ tức giận quát, không phải ông ta không biết thân phận của Dương Thanh, hơn nữa đúng là Hàn Thiên Thành quản gia của gia tộc Vũ Văn từng dặn ông ta phải lặng lẽ giúp đỡ anh. Nhưng vừa mới đây, một người có địa vị cao hơn Hàn Thiên Thành ở gia tộc Vũ Văn đã đích thân gọi cho ông ta thực sự không còn lựa chọn nào khác. Tô San nghe thấy thế thì đờ đẫn, ngay cả gia tộc Vũ Văn cũng định vứt bỏ Dương Thanh ư. Ngay sau khi Tô Thành Vũ nhận được điện thoại từ gia tộc Vũ Văn, nhà họ Quan ở Giang Hải cũng nhận được cuộc gọi của gia tộc này. Sau khi cúp máy, Quan Chính Sơn có vẻ nghiêm nghị. Ông nội, đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Quan Tuyết Tùng hỏi. Lâu lắm rồi anh ta không thấy Quan Chính Sơn giàu dĩ như thế. Tuyết Tùng, ông hỏi cháu, nếu có một ngày, một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô muốn giao hảo với chúng ta,
nhưng lại yêu cầu chúng ta phải đối đầu với Dương Thanh, cháu sẽ chọn thế nào? Quan Chính Sơn bỗng hỏi. Quan Tuyết Tùng nghe thấy thế, sắc mặt bỗng hơi tái. Anh ta nghĩ ngợi chứ không đáp ngay. Vào giờ phút này, rất nhiều cảnh tượng bỗng xuất hiện trong đầu anh ta. Trong buổi tiệc mừng thọ Quan Chính Sơn, Dương Thanh đã xuất hiện một mình, chà đạp đứa con cưng của nhà họ Quan cũng chính là anh ta dưới chân. Thậm chí ngay cả em trai anh ta Quan Tuyết Phong cũng chết dưới tay Dương Thanh. Sau đó, hơn trăm người được trang bị đầy đủ súng ống bỗng xuất hiện, nhốt hết người nhà họ Quan lại. Anh ta cứ tưởng nhà họ Quan xong đời rồi, nhưng đúng lúc này, Dương Thanh lại xuất hiện, tha cho nhà họ Quan. Dương Thanh chỉ có một yêu cầu, đó là nhà họ Quan phải trung thành với anh, không được phép phản bội, bằng không, chỉ có đường chết. Nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt Quan Tuyết Tùng bỗng trở nên kiên định, không còn do dự nữa, trầm giọng nói, cháu chọn cậu Thanh. Tại sao? Quan Chính Sơn hỏi, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nhà họ Quan từng bị tiêu diệt một lần, nếu có thêm lần hai thì vĩnh viễn không thể đứng dậy nữa. Nếu cậu Thanh qua được kiếp nạn này, sau này nhà họ Quan sẽ càng thêm vẻ vang nhờ cậu Thanh. Quan Tuyết Tùng nghiêm túc nói. Tốt lắm, không hổ là con trai nhà họ Quan chúng ta, trung nghĩa chân thành. Quan Chính Sơn cười lớn, nếu đã vậy, ông và cháu hãy đích thân dẫn các cao thủ mạnh nhất nhà họ Quan đến tỉnh Lỵ để giúp cậu Thanh một tay. Sau khi quay về, cháu sẽ trở thành chủ gia tộc họ Quan này. Nghe thấy thế, trên mặt Quan Tuyết Tùng tràn ngập sự kích động. Anh ta đã được xác lập là người thừa kế từ lâu, bây giờ Quan Chính Sơn lại nói sẽ thoái vị, nhường chức cho anh ta sau khi quay về. Vâng, chủ gia tộc. Mắt Quan Tuyết Tùng đỏ ngầu, đáp lớn rồi quay người rời đi đầy dứt khoát. Quan Chính Sơn nhìn bóng lưng cháu trai mình, trên mặt tràn ngập vẻ tự hào. Ông ta đã 70 tuổi nhưng vẫn giữ chức chủ gia tộc, không phải vì ông ta ham vị trí này, mà vì không có một đứa con nào khiến ông ta hài lòng. Nhưng trong đám cháu lại có người như Quan Tuyết Tùng, đây là may mắn của nhà họ Quan. Chẳng riêng gì nhà họ Tô và nhà họ Quan, còn có Vương Cường ở tòa thành Vương Giả và nhà họ Trần ở Châu Thành cũng nhận được cuộc gọi từ gia tộc Vũ Văn. Trừ nhà họ Tô ra, các thế lực khác đều chọn Dương Thanh. Họ cũng biết về sự mạnh mẽ của gia tộc Vũ Văn, nhưng Dương Thanh đã cho họ tất cả. Trong lúc nhất thời, vô số chiếc xe xịn xuất phát từ Giang Hải và Châu Thành, tiến về phía tỉnh Lỵ. Cũng vào lúc này, Dương Thanh đã chẻ đôi tấm biển chữ vàng của nhà họ Mạnh, bước vào đó với khí thế mạnh mẽ. Mày là ai? Dám tự tiện xông vào nhà họ Mạnh à? Đúng là điếc không sợ súng, dám đập gãy tấm biển ở cổng nhà họ Mạnh, chán sống rồi. Các anh em xông lên, lôi hắn đi gặp chủ gia tộc để nhận thưởng. Thấy Dương Thanh đập gãy biển tên, hơn nữa còn dám xông vào nhà họ Mạnh, mấy vệ sĩ ở cổng lập tức giận dữ, cả 10 người cùng lao về phía Dương Thanh. Dương Thanh lạnh lùng bước đi, như xông vào trốn không người. Rầm rầm rầm. Những kẻ lao về phía anh còn chưa kịp chạm vào người anh thì đã bay ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Họ là vệ sĩ của nhà họ Mạnh, kiến thức sâu rộng, có kiểu cao thủ nào mà họ chưa gặp chứ. Nhưng bây giờ, 10 vệ sĩ đều không biết mình đã bị đánh bay như thế nào. Hôm nay tôi đến đây chỉ vì Mạnh Huy, những người không liên quan có thể ra ngoài. Dương Thanh đứng chắp tay sau lưng, hét lớn vào trong nhà họ Mạnh. Giọng anh như đợt thủy triều khổng lồ, tràn vào từng ngóc ngách trong nhà họ Mạnh. Trong nhà chính của nhà họ Mạnh. Chủ gia tộc Mạnh Hồng Nghiệp đang lạnh lùng ngồi trên ghế bành, sắc mặt vô cùng u ám. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão ta nhìn về phía Mạnh Huy, chất vấn. Mạnh Huy mỉm cười, ông nội, cậu ta chính là đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn mà cháu đã kể với ông trước đó. Không ngờ tên này lại cả gan làm bừa, dám đến tận nhà họ Mạnh. Nhưng ông cứ yên tâm, cháu đã sắp xếp xong hết rồi, nếu cậu ta dám đến thì cứ ở lại nhà họ Mạnh vĩnh viễn đi. Mạnh Hồng Nghiệp nhíu mày, cháu muốn cậu ta chết à? Cậu chủ Bân nói rồi, nếu có thể giết Dương Thanh thì cứ ra tay, đến khi đó, cậu chủ Bân sẽ giúp chúng ta xử lý, Mạnh Huy tự tin nói. Nếu vậy thì giao tên nhóc đó cho cháu, đừng gây thêm rắc rối đấy. Dù sao cậu ta cũng có dòng máu của gia tộc Vũ Văn, nếu không giết ngay được trong lần này thì sẽ tạo thành phiền phức không nhỏ với nhà họ Mạnh, Mạnh Hồng Nghiệp lạnh lùng nói. Vâng, ông cứ yên tâm. Cháu sẽ không khiến ông thất vọng đâu. Mạnh Huy nói rồi đi ra ngoài.
tính cả tôi nữa. Lời nói của Dương Thanh vô cùng khí phách, như một lưỡi đao sắc bén hung hăng đâm vào tim Mạnh Huy. Mà Mạnh Xuyên ở bên cạnh đã sợ phát khiếp, đầu óc choáng váng. Anh ta là người duy nhất trong nhà họ Mạnh từng chứng kiến Dương Thanh giết người. Lúc này Dương Thanh đứng cách anh ta mấy chục mét, nếu giống như ở nhà đấu giá Mạnh Ký, chỉ cần một cây bút anh có thể lấy mạng anh ta. Tôi cũng muốn xem thử ở đây cậu làm gì được tôi. Mạnh Huy hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Uy hiếp hắn ngay tại nhà họ Mạnh chính là sỉ nhục hắn. Sâu lâu, giết cậu ta đi. Mạnh Huy vung tay ra hiệu, sâu lâu lập tức lao tới tấn công Dương Thanh. Thứ điếc không sợ súng, dám vô lễ với cậu Huy, hôm nay chính là ngày chết của mày. Sâu lâu cầm một lưỡi lê ba cạnh trong tay, vừa nói vừa xông tới trước mặt Dương Thanh. Anh bình tĩnh nhìn lưỡi lê ba cạnh của đối phương sắp đâm vào người mình, đột nhiên giơ tay ra. Bốp! Trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, anh dễ dàng bắt được cổ tay của sâu lâu. Lưỡi lê ba cạnh chỉ cách vị trí trái tim của Dương Thanh một khoảng cực ngắn nhưng không thể tiến lên một cm nào nữa. Con người sâu lâu có rút lại, nét mặt kinh hãi không dám tin. Tuy vũ khí của gã là lưỡi lê ba cạnh nhưng sức lực mới lại là thế mạnh của gã. Tay của Dương Thanh như gọng kìm túm chặt cổ tay của sâu lâu, khiến gã không thể nhúc nhích. Sao lại như vậy? Sâu lâu không khỏi hoảng sợ nói. Mạnh Huy và Mạnh Xuyên đứng cách đó không xa cũng sợ ngây người. Mạnh Huy là người xuất sắc nhất trong đời thứ ba của nhà họ Mạnh, có tư cách cạnh tranh vị trí chủ gia tộc đời kế tiếp với các chú bác. Điều này đủ để chứng minh địa vị của hắn trong gia tộc lớn như thế nào. Sâu lâu là vệ sĩ riêng của hắn, sao có thể là kẻ yếu ớt được. Nhưng hiện giờ sâu lâu đã bại trận dưới tay Dương Thanh ngay từ chiêu đầu tiên giao đấu. Yên tâm, mới chỉ bắt đầu thôi, trò hay còn ở phía sau. Mạnh Huy giả vờ bình tĩnh nói với Mạnh Xuyên đang run rẩy trốn sau lưng mình. Buông tay ra, sâu lâu nghiến răng ken két, nhẫn nhịn nói ra lời khiến gã cảm thấy nhục nhã. Nghe gã nói vậy, sắc mặt Mạnh Huy lập tức nghiêm trọng hơn hẳn. Sâu lâu không thể thoát khỏi tay của Dương Thanh. Giây tiếp theo, anh đá một cú thật mạnh vào ngực sâu lâu. Rầm. Tiếng động thật lớn vang lên, sâu lâu bị đá bay ra ngoài. Trên ngực gã xuất hiện một vết lõm sâu. Giây phút gã rơi xuống đất, sự sống đã không còn. Anh dựa vào hắn nên mới dám khiêu khích tôi sao? Dương Thanh nhìn sang Mạnh Huy. Từ đầu đến giờ, anh vẫn đứng im tại chỗ, còn tên vệ sĩ Mạnh Huy luôn tự hào lại bị kết liễu trong nháy mắt. Mặt hắn biến sắc, con người co rút. Sao, sao lại như vậy được? Hắn thì thào, ánh mắt hoảng hốt không dám tin. Sâu lâu được giao nhiệm vụ bảo vệ bên cạnh hắn chứng tỏ sâu lâu rất mạnh, vậy mà gã không thể chịu nổi một đòn của Dương Thanh. Rốt cuộc Dương Thanh mạnh tới cỡ nào? Vũ Văn Bân đã cảnh cáo hắn từ trước, không được coi thường Dương Thanh. Nếu không thể nắm chắc phần thắng thì đừng động tới Dương Thanh. Bây giờ vệ sĩ mạnh nhất của hắn đã bị Dương Thanh tiêu diệt. Nếu hôm nay Dương Thanh không chết, chỉ e nhà họ Mạnh sẽ gặp phiền phức rất lớn. Mặc dù Dương Thanh đứa con bị gia tộc Vũ Văn bỏ rơi nhưng trong người vẫn mang huyết thống của bọn họ. Nếu gia tộc Vũ Văn biết được chuyện này, chắc chắn nhà họ Mạnh sẽ bị hủy hoại. Vậy nên Dương Thanh bắt buộc phải chết. Cậu không giết được tôi. Mạnh Huy bình tĩnh trở lại. Như vậy đã đủ chứng minh, hắn là một nhân tài, xứng được gọi là cậu chủ của nhà họ Mạnh. Chỉ tiếc đối thủ của hắn lại là Dương Thanh. Vậy sao? Dương Thanh cười lạnh hỏi, cất bước đi tới chỗ Mạnh Huy. Không muốn vợ cậu chết thì đứng lại cho tôi. Mạnh Huy vội vàng hét lớn. Hắn biết Dương Thanh muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, anh lập tức dừng bước, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn. Chỉ với câu nói này, hôm nay anh nhất định phải chết. Dương Thanh lạnh giọng nói. Ha ha! Mạnh Huy điên cuồng cười lớn, tôi phải nói câu này với cậu mới đúng. Cậu tưởng tôi dám dụ cậu đến nhà họ Mạnh mà không có chuẩn bị gì khác sao? Có lẽ bây giờ vợ cậu đã rơi vào tay người của tôi rồi. Chỉ cần cậu dám tiến lên một bước, vợ cậu sẽ phải chết. Mạnh Huy nhe răng cười. Hắn trời sinh đa nghi, dù tự tin tới đâu cũng không dám chủ quan với những việc liên quan đến sự tồn vong của cả gia tộc. Để giải quyết Dương Thanh, hắn đã điều tra tất cả thông tin liên quan tới anh. Hắn dám chắc chỉ cần dùng Tần Thanh Tâm để uy hiếp, Dương Thanh sẽ phải thỏa hiệp. Vậy sao, anh đã tự tin như vậy,
tôi cũng muốn xem thử người có anh có bắt được vợ tôi không, Dương Thanh châm chọc nói. Xem ra cậu không tin, tôi sẽ bắt cậu phải cam tâm chịu thua. Mạnh Huy cười nói, lấy điện thoại gọi video. Chẳng mấy chốc video trò chuyện đã được kết nối. Hắn trực tiếp giơ màn hình ra cho Dương Thanh nhìn, thấy không? Vợ của cậu đang bị người của tôi bắt đấy. Anh Thanh yên tâm, Giang Hải đã có em, không ai có thể làm hại người nhà của anh. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Một chàng trai cường tráng xuất hiện trong video, chính là người anh em cùng rời khỏi biên giới phía Bắc với Dương Thanh, Mã Siêu. Mạnh Huy vừa rồi còn ngông cuồng ngạo nghễ, sau khi nghe thấy giọng của Mã Siêu, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Mày là ai? Người của tao đâu? Mạnh Huy vội vàng gào lên với màn hình điện thoại. Ngu ngốc! Mã Siêu chỉ đáp lại hai chữ rồi cúp máy. Dương Thanh biết Mạnh Huy cố tình khiêu khích để anh tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên anh phải bảo đảm an toàn cho người nhà trước khi rời khỏi Giang Hải. Mã Siêu đang bận huấn luyện vệ sĩ ở nhà họ Quan đã sớm dẫn người tới bảo vệ Tần Thanh Tâm, Tần Y và Tiêu Tiêu. Nhờ có nhà họ Quan và tòa thành vương giả trông coi, toàn bộ Giang Hải vững như thành đồng. Kẻ nào có thể động tới người nhà của Dương Thanh? Bây giờ anh còn nghĩ nhà họ Mạnh ngăn cản được tôi sao? Dương Thanh cười lạnh nói. Chàng trai trẻ, làm người phải biết khoan dung. Hôm nay cậu tự ý xông vào nhà họ Mạnh, làm nhiều người bị thương như vậy. Nếu bây giờ cậu biết điều rời đi tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, cửa biệt thự chính đột nhiên được mở ra. Một ông già tóc trắng mặc đồ đen chậm rãi bước tới uy hiếp nhìn Dương Thanh. Nếu lão còn không chịu ra mặt, chỉ sợ Mạnh Huy sẽ không còn đường sống. Lão ta chính là Mạnh Hồng Nghiệp, chủ nhà họ Mạnh. Sau lưng lão ta có hai vệ sĩ vô cùng lợi hại đứng bảo vệ hai bên. Ông nội, cháu vô dụng khiến ông phải ra mặt. Mạnh Huy vội vàng cúi đầu, áy náy nói. Hay cho câu làm người phải biết khoan dung. Dương Thanh châm chọc nói, tôi và nhà họ Mạnh các người không thù không oán, các người lại giết mẹ vợ tôi. Bây giờ lại dám lớn tiếng đòi tôi tha cho các người, đây là tư duy chó má gì vậy? Ở tỉnh lỵ nhà họ Mạnh chính là vua, thả cậu đi là tốt lắm rồi, biết điều đi. Mạnh Hồng Nghiệp bình tĩnh nói, dường như thả Dương Thanh chính là sự khoan dung lớn nhất của nhà họ Mạnh. Ha ha! Dương Thanh cười lớn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mạnh Hồng Nghiệp, nếu đã như vậy, không cần thương lượng gì nữa. Mạnh Huy bắt buộc phải chết. Muốn giết người nhà họ Mạnh ngay trong nhà chúng tôi, cậu coi nhà họ Mạnh chỉ là đồ trang trí thôi à? Một mình cậu, làm được sao? Mạnh Hồng Nghiệp cau mày giận dữ quát, nếu không phải e sợ quan hệ của Dương Thanh và gia tộc Vũ Văn, lão ta đã cho người ra tay với anh từ lâu rồi. Cậu ấy không đủ, vậy tính cả nhà họ Trần của Châu Thành chúng tôi thì sao? Mạnh Hồng Nghiệp vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang vọng toàn bộ nhà họ Mạnh. Một ông lão tóc bạc cất bước đi tới. Sau lưng lão ta có hơn mấy chục cao thủ đi theo. Còn có nhà họ Quan của Giang Hải chúng tôi nữa. Ngay sau đó, một chàng trai trẻ tuổi dẫn theo mấy chục cao thủ đi tới. Cả tòa thành vương giả của Giang Hải. Đi sau Trần Hưng Hải và Quan Tuyết Tùng là Vương Cường. Giờ phút này, toàn bộ nhà họ Mạnh đều bị cao thủ tới từ Giang Hải và Châu Thành chiếm đóng. Thoát cái! Gương mặt đầy nếp nhăn của Mạnh Hồng Nghiệp méo sạch. Đến vì cậu ta. Nhà họ Mạnh làm mưa làm gió ở tỉnh lỵ bao nhiêu năm nay chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Nếu là một gia tộc có thực lực tương đương khác thì còn hiểu được. Đằng này toàn là các gia tộc nhỏ bé kém xa nhà họ Mạnh. Chỉ dựa vào các người cũng dám đến gây sự với nhà họ Mạnh sao? Mạnh Hồng Nghiệp lạnh giọng quát. Lão ta nhìn chằm chằm Trần Hưng Hải. Híp mắt nói, ông thực sự cho rằng nhà họ Trần nắm giữ Châu Thành là có thể đối địch với nhà họ Mạnh à? Cả nhà họ Quan các người nữa, một thằng oát con cũng dám dẫn người tới khiêu khích nhà họ Mạnh. Các người không sợ không có đường về sao? Tuy Mạnh Hồng Nghiệp đã 70 tuổi nhưng khí thế vẫn vô cùng mạnh mẽ, lời nói đanh thép vang dội bên tai mỗi người. Ông nội đã truyền vị trí chủ gia tộc cho tôi. Sau ngày hôm nay tôi chính là chủ nhà họ Quan. Trong lòng Quan Tuyết Tùng hơi lung lay nhưng vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, lạnh lùng nhìn thẳng về phía Mạnh Hồng Nghiệp. Hừ! Mạnh Hồng Nghiệp cười lạnh nói, ông già nhà họ Quan đúng là giỏi tính toán, bản thân không dám mò tới nhà họ Mạnh nên sai một thằng nhóc tới chết thay.
cậu tưởng lão già kia cho cậu đi xe của ông ta tới nhà họ Mạnh gây sự là vì muốn truyền vị trí chủ gia tộc cho cậu sao? Mạnh Hồng Nghiệp khinh thường châm chọc. Lão ta nghĩ Quan Chính Sơn chỉ muốn Quan Tuyết Tùng tới chết thay, dù sao thì đây cũng là nhà họ Mạnh, gia tộc có khả năng diệt sạch nhà họ Quan trong vòng một nốt nhạc. Câm miệng! Quan Tuyết Tùng cả giận nói, chỉ cần nhà họ Mạnh dám chống lại cậu Thanh Chính là tìm chết. Quan Tuyết Tùng cũng sẽ khiến nhà họ Mạnh các người phải trả giá đắt. Người nhà họ Quan đâu? Có. Có kẻ xem thường nhà họ Quan thì phải làm gì? Giết. Nhà họ Mạnh muốn đối phó cậu Thanh thì phải làm gì? Giết. Giết. Dưới sự dẫn dắt của Quan Tuyết Tùng, hơn 20 cao thủ của nhà họ Quan sau lưng anh ta đồng thanh hô vang, rung động cả đất trời. Thấy vậy, sắc mặt của đám người nhà họ Mạnh đều trở nên khó coi. Đến cả Trần Hưng Hải cũng phải coi trọng Quan Tuyết Tùng. Trên đường đi, xe của hai nhà chạm mặt nhau, khi đó lão ta còn tưởng Quan Chính Sơn đích thân tới. Đến lúc này lão ta mới phát hiện đối phương là cháu trai của Quan Chính Sơn. Trần Hưng Hải vốn nghĩ Quan Chính Sơn cho Quan Tuyết Tùng tới chỉ để qua mặt Dương Thanh nhưng xem ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ông chủ Mạnh, giao Mạnh Huy ra đi. Lúc này, Trần Hưng Hải cũng đứng ra tỏ thái độ. Lão ta còn đang e sợ thế lực của kẻ địch, thế nhưng thấy Quan Tuyết Tùng cứng rắn như vậy, lão ta cũng không kiêng kỵ gì nữa. Dám mở miệng đòi người nhà họ Mạnh sao? Ông muốn chết à? Mạnh Hồng Nghiệp trợn trừng mắt nhìn Trần Hưng Hải, tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Sao Mạnh Huy ra đây? Nào ngờ Trần Hưng Hải còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Mạnh Hồng Nghiệp thì đã có người lớn tiếng hét. Chính là ông chủ của tòa thành Vương Giả, Vương Cường, hay nói đúng hơn là Vương Cường của Nai Lai. Sau khi Dương Thanh giải quyết ông chủ cũ của tòa thành Vương Giả, sản nghiệp này đã thuộc về anh. Còn Vương Cường chỉ là người được anh giao nhiệm vụ quản lý. Trong số những người có mặt ở đây, Vương Cường là người biết rõ thực lực của Dương Thanh nhất. Tới tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng Dương Thanh ném bài giết người đều khiến Vương Cường kinh hãi. Mày là cái thá gì mà dám đòi nhà họ Mạnh giao người? Mạnh Hồng Nghiệp nổi trận lôi đình. Bao nhiêu năm qua chưa từng có ai dám lớn gan làm càn như vậy trước mặt lão ta. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện mấy người liên tiếp, còn lớn tiếng đòi người ngay tại nhà họ Mạnh. Nếu không giết sạch tất cả bọn họ, lão ta thề không làm người nữa. Ông chủ Mạnh, ông không cần uy hiếp tôi đâu. Tôi đã dám đến thì sẽ không quan tâm sống chết. Vương Cường bình tĩnh đáp, cho dù thực sự phải bỏ mạng ở đây cũng chẳng sao. Được hy sinh vì cậu Thanh là vinh hạnh của tôi. Được, được, tốt lắm, các người đã muốn chết như vậy, tôi sẽ thỏa mãn ước nguyện của các người. Mạnh Hồng Nghiệp đã tức giận tột cùng, hét ầm lên, ra hết đây. Lão ta vừa dứt lời, mấy chục cao thủ áo đen chạy vọt ra từ bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, đám người Dương Thanh đã bị bao vây ở giữa. Chẳng biết từ lúc nào, một bóng người màu đen lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng Mạnh Hồng Nghiệp. Người đó mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, đeo mặt nạ quỷ, tay cầm một thanh kiếm nhật. Cứ như ông ta vẫn luôn đứng ở đó. Những người áo đen đang bao vây đám người Dương Thanh cũng có thực lực không hề tầm thường. Bây giờ nếu các người biết điều rút lui, tôi sẽ coi như chưa từng có gì xảy ra. Nếu không, Mạnh Hồng Nghiệp không nói hết câu nhưng mọi người đều hiểu ý của lão ta. Nếu không thì sao? Dương Thanh đột nhiên khiêu khích hỏi. Nãy giờ Dương Thanh không hề lên tiếng là vì muốn quan sát nhà họ Trần, nhà họ Quan và tòa thành Vương Giả sẽ làm gì. Hiện giờ anh đã biết đáp án, cũng rất hài lòng với bọn họ. Những người này vì anh mà đến, đương nhiên không thể khiến bọn họ thất vọng. Tất cả đều có thể rời đi, trừ cậu không được. Tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc khiêu khích nhà họ Mạnh nghiêm trọng đến mức nào, Mạnh Hồng Nghiệp híp mắt nói. Tôi không thích giết người, nhưng nếu ông đã cố tình chọc giận, tôi không ngại khiến nhà họ Mạnh máu chảy thành sông. Dương Thanh lạnh giọng nói, oan có đầu nợ có chủ. Mạnh Huy giết mẹ vợ tôi, hôm nay tôi chỉ muốn đưa hắn ta đi. Nhà họ Mạnh hãy giao người ra. Nhà họ Mạnh hãy giao người ra. Nhà họ Mạnh hãy giao người ra. Cả Trần Hưng Hải, Quan Tuyết Tùng và Vương Cường đều đồng thanh hét lên. Các cao thủ đứng sau họ cũng nhao nhao lên tiếng, nhà họ Mạnh, giao người ra đi. Toàn bộ khu nhà họ Mạnh đều văng vẳng câu nói này. Đám người nhà họ Mạnh vô cùng giận dữ. Nhất là Mạnh Huy, mặt mày tái mét,
hắn vốn tưởng một mình Dương Thanh hoàn toàn không có sức uy hiếp mà chưa từng nghĩ tới tình huống hiện giờ. Chủ của ba thế lực to lớn cùng tìm tới nhà họ Mạnh, đòi dẫn hắn đi. Đây là sự sỉ nhục to lớn đối với Mạnh Huy. Các người thật mạnh miệng. Mạnh Hồng Nghiệp cả giận nói, đến nhà họ Mạnh đòi dẫn cháu trai của tôi đi sao? Quá ngông cuồng, ông chủ Mạnh nói chuyện thật buồn cười. Có thể bao che cho cháu ông giết người nhưng không cho người khác dẫn hắn ta đi sao? Dương Thanh cười lạnh nói, bây giờ chúng tôi tới đòi người lại thành chúng tôi sai à? Mẹ vợ cậu là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một mụ đàn bà quê mùa thấp kém, có thể đánh đồng với cháu trai của tôi sao? Mạnh Hồng Nghiệp lạnh lùng đáp, tôi cũng muốn xem thử, cậu dẫn cháu tôi ra khỏi nhà họ Mạnh bằng cách nào? Mạnh Hồng Nghiệp không hề sợ hãi. Nếu không vì kiêng kỵ quan hệ của Dương Thanh và gia tộc Vũ Văn, lão ta sẽ không nhẫn nhịn tới tận bây giờ. Ông chủ Mạnh, lâu rồi không gặp. Đúng lúc này, một giọng nói hào sảng bỗng nhiên vang lên. Tất cả đều nhìn sang nơi phát ra tiếng nói. Ông chủ Hàn. Mạnh Hồng Nghiệp lạnh lùng hỏi, không biết ông chủ Hàn đột ngột tới thăm nhà họ Mạnh là vì chuyện gì? Từ trước tới nay nhà họ Hàn và nhà họ Mạnh chưa từng qua lại. Nhà họ Hàn bỗng nhiên xuất hiện vào lúc này chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Anh Thanh. Chợt một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Hàn Phi Phi mỉm cười dịu dàng nhìn Dương Thanh. Hàn Khiếu Thiên cũng nhìn anh cười hỏi, ân nhân tới tỉnh lỵ sao không báo cho lão già này một tiếng. Nếu cậu không gây ra náo loạn lớn như vậy, tôi cũng không biết cậu tới đâu. Dương Thanh bình thản đáp, hôm nay tôi tới đây để xử lý việc riêng, không dám làm phiền ông chủ Hàn. Hàn Khiếu Thiên giả vờ tức giận, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, sao lại nói là làm phiền. Thấy Hàn Khiếu Thiên và Dương Thanh trò chuyện vui vẻ, sắc mặt của Mạnh Hồng Nghiệp lập tức trở nên khó coi. Hàn Khiếu Thiên, ông cũng đến vì cậu ta sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.